giới thiệu vắn tắt. Sống lại, linh tuyền không gian, lâu ngày sinh tình, bá đạo tổng tài, khả linh hủy dung nữ, ngược cạn bã, cá chép gấm phụ thể, hiu hận tình cừu, kết hôn chấp nhoáng, ghi thuật, làm tiền làm sự nghiệp, nuôi con nít, sủng thê hộ phu, thuận buồm xuôi gió, bình an vui vẻ, gái ế lớn tuổi thẩm kiều ân sau khi làm một cơn ác mộng dự báo lại ngoài ý muốn thu hoạch một không gian linh tuyền nàng tốn một số tiền lớn tìm kiếm chân tướng sau đó mới biết được kế mẫu ngưu cúc phương cả nhà mỗi người đều là đao phủ. Nàng có không gian trong người còn chưa tới cấp bách nghiên cứu thấu đáo, không có trợ thủ nàng tức giận đi đối chất hung thủ một nhà lại lọc vào kế mẫu một nhà hãm hại mà sống lại. Trở lại sau khi bị mẹ kế em gái liên thủ hắc axit sunfuric hủy dung mạo của nàng lại tịnh thân xuất hộ còn mất đi công việc. Mẹ kế làm xấu danh tiếng của cô, cô giống như con chuột thối trong cống thoát nước, người người la đánh. Sau khi hủy dung, Thẩm Kiều Ân không còn đường để đi, vì tìm được một chỗ dựa vững chắc, cô lựa chọn tổng giám đốc trang tư Nam Bá Đạo 5 năm trước cũng bị tai nạn xe cổ biến thành người tàn tật, cùng anh bàn điều kiện y thuật, vừa lúc anh thiếu một người vợ cũng cố địa vị gia tộc, hai người đều có nhu cầu rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị kết hôn. Sáu nữ thẩm kiều ân uống linh tuyền thủy dung mạo khôi phục lại có cá chép gấm nhập thể liên tục may mắn phát sinh nàng đưa ra điều kiện muốn Trang Tư Nam cùng nàng kết hôn chấp nhoán giúp nàng đoạt lại nhà cùng tiền tài của nàng để cho một nhà kế mẫu phục phát. Nàng đáp ứng hắn lợi dụng linh tuyền thủy chế thành linh dược chữa khỏi chân hắn nhiều năm trị không hết. Trong những ngày ở chung, hai người chậm rãi sinh tình lâu ngày. Hào môn soái lão công khắp nơi sủng thê vô độ. Cưới vợ thì cưới vượng phu nữ. Trang tư năm từ sau khi kết hôn với cô gái xấu xí thẩm kiều ân nhập vào cá chép gấm quả thực có phúc khí tràn đầy may mắn, liên tục hạnh phúc, vui vẻ cả đời. Chương 1 Đồng quy vu tận Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Người cái này nha đầu chết tiệt ngươi biết ngươi bỏ lỡ bao nhiêu nhân duyên sao? Nửa năm trước cái kia bất động sản môi giới tiểu hồ đều đã cưới vợ sinh con còn có tiểu tô tuần trước bị anh chướng mắt chính là bác sĩ phụ sản của bệnh viện nhân ái tiểu tô còn nhớ không cậu ấy đã đăng ký kết hôn rồi còn là một học sinh trung học nhà đầu chết tiệt nhìn lại ngươi xem những nam nhân chất lượng tốt kia ngươi một cái cũng không bắt được trắng nõn có một khuôn mặt xinh đẹp nói nhiều đều là nước mắt vô ích phụ một mảnh khổ tâm của ta về sau thật sự không trông cậy vào ngươi ta làm sao xứng đáng phụ thân đã chết của ngươi a à? nhà đầu chết tiệt, chính ngươi nói, ngươi hiện tại sắp đến 30 tuổi người còn có nam nhân nào coi trọng ngươi cái này lớn tuổi thằng nữ. Nhà đầu chết tiệt nhìn hồ phỉ phỉ người ta xem, một học sinh trung học gả cho một người chồng giàu có giá trị ngàn vạn tài sản nhanh chóng biến thành bà vợ giàu có. Lại nhìn ngươi vẫn không gả đi được. Ngươi mở cửa cho lão nương nha, mở cửa mau mở cửa. Bang bang bang. Quý phụ nhân đập cửa phòng âm âm âm, giận dữ ngút trời tiếp tục gõ cửa ồn ào. Mở cửa mở cửa, cậu cho rằng trốn ở trong phòng không đi ra liền miễn lần này xem mắt sao, hừ, tôi nói cho cậu biết, không có cửa a. À? Lời còn chưa dứt, cửa phòng trước mắt phu nhân đột nhiên không còn, một cái cửa trống rỗng, nàng bị dọa choáng váng sững sờ tại chỗ, sau đó một trận khói đặc cuồn cuộn từ trong phòng đánh về phía cửa phòng của nàng. Khụ khụ khụ. Quý phụ nhân bị luồng khói kia hung đen khuôn mặt già nua, chỉ lộ ra hai mắt phượng, đang không ngừng che miệng ho khan. Từ trong phòng đi ra một cô gái cao gầy mặc đồ thể thao màu đen, tay trái cầm trường đao 40 mét, tay phải cầm một cây đúc tự chế, mắt hạnh trừng giận dữ, thanh âm khủng bố như tử thần. Ngưu Cúc Phương, cô nói cô chê nghèo yêu phú như vậy, lúc trước cô không nên kết hôn lần hai với cha tôi, làm mẹ kế cho tôi, cô nên gả cho cha Hồ Phỉ Phỉ cũng kết hôn lần hai, làm mẹ kế cho Hồ Phỉ Phỉ mới đúng. Quý phụ nhân được gọi tên phục hồi tinh thần nhìn về phía trường đao và đuốt trên tay thẩm kiều ân, cả người run rẩy hoảng hốt quán thầm trong lòng. Nàng sẽ không biết chân tướng, sẽ không biết chân tướng, sẽ không, sẽ không, sẽ không bị người khác biết, nhà đầu chết tiệt này lại càng không biết, trên thế giới này không ai biết ta rốt cuộc đã làm gì. Ta muốn trấn định, chờ ta giết chết tên ngốc này rất nhanh căn nhà lớn này sẽ thuộc về ta, ta muốn trấn định, trấn định lại trấn định. Ta muốn trước hết trấn an tốt không khống chế được nàng, đừng để cho nàng làm chuyện ngu ngốc, đừng hại đến trên người ta, ta không thể mang một thân tiếng xấu như vậy sẽ hại ta nửa đời sau cùng hủy con cái ta cả đời. Thẩm Kiều ân trừng mắt, chậm rãi dơ trường đao lên chỉ thẳng vào mẹ kế Ngưu Cúc Phương chất vấn. Ngưu Cúc Phương, năm đó ta ở nơi khác công tác tại bệnh viện, ba ta mấy thở là người rút ra đi. Mũi đau tới gần cắt qua thịt mũi Ngưu Cúc Phương, máu chảy rồng rồng đau đến mức nàng kêu to. Kiêu kiêu, mẹ cũng không có biện pháp nha, ba con không chết, ông ấy thật sự là đang sống chịu tội, bác sĩ đều nói ông ấy không còn mấy ngày để sống. Tiền thuốc men mỗi ngày đều phải tốn 58 vạn của hai mẹ con chúng ta, tiền gửi ngân hàng trong nhà cũng sắp thấy đấy rồi. Ta không có biện pháp mới làm như vậy. Sao anh có thể trách tôi? Cha ngươi lúc còn sống tự mình đồng ý nha nói xong ngưu cúc phương sợ hãi đưa tay đẩy đau trước mặt ra dùng giọng điệu mềm mại kéo dài khuyên nhủ kiêu kiêu con đừng dọa mẹ mẹ nhát gan con cũng muốn tốt cho mẹ con mau bỏ dao xuống mẹ làm con bị thương rồi hơn nữa hai mẹ con chúng ta cũng không có thù cũng không có oán hận gì chứ nha đầu nghe lời khóe miệng thẩm kiều ân giật giật cười lạnh oán hận lên tiếng ngươi ngưu cúc phương chẳng lẽ không biết sao nói cho ngươi biết xú bỉ bà ta nói thô tục mắng ngươi cũng là theo ngươi học đấy lúc ngươi mắng mẹ ruột ta quan thiều thu một ngày nào đó sẽ bị mắng trở lại trên đầu ngươi đi ta từ khi ngươi gả vào nhà ta bắt đầu ta đối đãi ngươi không tệ đi nhưng là cha ta chết không có một năm thời gian ta muốn thay cha ta giữ đạo hiếu ba năm không muốn nói chuyện hôn luận gả ngươi liền khẩn cấp muốn cho ta lập gia đình tại sao tôi bắt đầu nghi ngờ anh mấy ngày nay tôi đã điều tra rõ ràng mẹ tôi chết như thế nào. Em biết sự thật rồi, anh có sợ không? Ngưu Cúc Phương nghe xong sợ tới mức lão đảo, sắc mặt tái nhật lui về phía sau vài bước. Thẩm Kiều Ân hạ đao xuống di chuyển về phía trước một bước, tiếp tục lạnh như băng nói. Đối tượng của tôi sao lại biến thành chồng của con gái cô? Còn con trai cô sao lại có tiền mở công ty? Bạn thân vạn lộ lộ của tôi sao lại bị con trai cô bạo hành đánh chết? tất cả chứng cứ và nhân chứng tôi đều giao toàn bộ cho tòa án. Một năm qua anh rất ít khi gặp bọn họ, anh cho rằng hai người bọn họ ra nước ngoài du lịch đi ha ha ha. Ngưu Cúc Phương, hai đứa con trai và con gái lang thang của cô đã bị pháp luật trừng phạt, chết thì chết, ngồi tù. Nghe nói khi con gái ông ngồi tù, con rể giàu có của ông lại nhờ bạn tù chăm sóc nó, tra tấn nó. Nghe nói con gái ông đêm qua ở trong tù không thể chịu đựng được khi nhục tự sát. Con rể tốt của ngươi cũng chưa từng nói cho ngươi biết. Bây giờ anh biết rồi, muốn nhặt xác cô ấy, không có cửa đâu. Ha ha ha. Ngưu Cúc Phương, ngươi cũng có ngày hôm nay, đau lòng là đúng, dù sao con cái của ngươi cũng là thịt từ trên người ngươi rơi xuống, ngươi bảo bối rồi, tên trưởng phu chết tiệt kia của ngươi biết ngươi bồi dưỡng một đôi lang tâm cẩu phế vong ân phụ nghĩa như vậy nhất định tức giận từ trong quan tài nhảy ra tự tay giết ngươi. Ngưu Cúc Phương hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời khỏi căn nhà này. Không phải anh muốn lấy nhà của ba mẹ em sao? Ta muốn ngưu cúc phương ngươi chết, tại, tại, tại. A a a thẩm kiều ân, ngươi cái tên điên này, ta muốn giết ngươi. Con trai của ta, con trai bảo bối của ta, con gái của ta, con gái của ta a à, a à, a à, a. À. Ngưu Cúc Phương lập tức không còn cái giá cao ngạo của quý phu nhân, không giả bộ nữa. Cô đấm ngực dậm chân, tức giận đến hốc mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thẩm Kiều Ân, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng, lại ở trong lòng muốn tự mình động thủ giết Thẩm Kiều Ân, người điên này vì con mình báo thù rửa hận. Ô ô ô, ngươi thật sự đau lòng rồi, ngượng ngùng còn sớm đâu, hai người bọn họ đã xuống địa ngục, ta quá vui vẻ, cũng quá hài lòng ha 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 ha. Ngư Cúc Phương, tức chết ngươi tức chết ngươi, đây chính là báo ứng của ngươi, báo ứng. Hiện tại đến phiên ngươi. Ngưu Cúc Phương, chờ chết đi. Ngưu Cúc Phương tức giận đến hai chân đều không thể nhúc nhích một bước, nàng giống như cảm thấy hai chân của mình bị cái gì cuốn lấy không thể nhúc nhích một chút. Cô cực kỳ sợ hãi, cả người run rẩy, chỉ có thể nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của Thẩm Kiều Ân. Trường đao lại chỉ về phía Ngưu Cúc Phương, Thẩm Kiều Ân chảy nước mắt trầu rỉ cười nói thêm. Đúng rồi, Ngưu Cúc Phương, lại nói cho ngươi một chuyện đi, chuyện này phi thường phi thường đặc sắc ngươi còn muốn cảm tạ ta mới đúng trước kia tôi đặc biệt cho rằng là tôi không đủ nữ nhân không đủ ôn nhu không đủ da mặt dày không dám lên giường với nam trang gia cặn bã để nắm lấy trái tim của hắn đúng vậy thẩm kiều ân tôi so ra kém con gái anh trương tử ngọc không biết xấu hổ cô ấy sau lưng tôi làm tiểu tam chen chân vào tình cảm của tôi và trang gia thụ còn đạp ngựa vẫn luôn giả bộ thanh thuần đi theo con đường ngọc nữ cô ấy cũng đủ hoang dã a à chơi cũng đủ rực rỡ cuối cùng nhiễm bệnh đi ngưu cúc phương năm đó sau khi anh bị chia tay anh thật đúng là cũng không biết anh cũng quá ngốc bị con gái em cũng lừa xoay quanh khi đó tôi cảm thấy mình có tật xấu của đại tiểu thư tôi cho rằng là vấn đề của mình mới tự tay buông cây trang gia ra không nghĩ tới hắn chạy tới nhà ngươi tiểu tam nữ nhi bên người hắn còn cưới ngươi thối không biết xấu hổ tiện nữ nhi ta đạp ngựa cư nhiên không tức giận ta cũng đủ rộng lượng a à con gái ngươi gả vào hào môn sau ngươi có phải hay không đặc biệt tự hào đặc biệt có mặt mũi đáng tiếc đáng tiếc, ngươi cùng con gái ngươi đều nhìn lầm, đêm tân hôn trang gia thụ hắn cư nhiên cùng thím nhỏ tương lai của hắn ngủ ở trên một cái giường ha 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 tức giận không. Ngưu Cúc Phương, nữ nhi của ngươi năm đó cũng không có cái đầu óc kia đi, bên trong còn có ngươi làm mẹ giúp nữ nhi của mình bày mưu tính kế, đúng không? Bằng không trang gia thụ làm sao có thể dám nói chia tay với ta, công ty của hắn vẫn là của ta, hắn dám cưới con gái trương tử ngọc một thân bệnh bẩn của ngươi hắn thật sự đối với nữ nhi của ngươi thật lòng thật dạ nha. Nhưng sau đó hành động của hắn, ai nha nha cũng đúng, con gái ông cũng lừa gạt hắn, nếu không trang gia thù sẽ cho người ta giết con gái ông khi ngồi tù, trang gia thù người khác không ngốc vì lợi ích của mình có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Ngưu Cúc Phương, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa như vậy nói thật cho ngươi biết, con rể hào môn có tiền có địa vị của ngươi mở công ty kia cũng không phải thứ tốt. Hai đứa cháu ruột của ông đều không phải con ruột của con trai và con gái ông, là nguyên nhân gì? Ngươi tự mình đoán đi, ha 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 ha. Người một nhà các ngươi vẫn thay tiểu tam người khác nuôi con trai nuôi cháu trai thật buồn cười ha ha ha. Tiện nhân tiện nhân, đừng nói nữa, ngươi làm sao biết chân tướng? Ai nói cho ngươi biết? Ngươi biết chân tướng thì thế nào? cái kia vạn lộ lộ chính mình ở bên ngoài ăn vùng sống tạp chủng hừ nếu không là con trai ta không có năng lực sinh sản chúng ta có thể hảo tâm dưỡng nàng cùng cái kia gian phu tiểu tam sinh ra loại. Nằm mơ đi. Con gái của ta ô 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 thẩm kiều ân, chúng ta một nhà ba người ẩn nút nhiều năm như vậy ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta giấu vết. Ngư Cúc Phương chính mình cũng không dám nói tiếp, nàng trợn tròn mắt tức điên rồi, lập tức quanh co lòng vòng chất vấn thẩm kiều ân vẫn cầm trường đao cùng đút một bộ thần kinh hề hề nàng bức thiết muốn biết càng nhiều chân tướng thiện có thiện báo ác có ác báo không phải không báo thời điểm chưa tới ông trời không trừng phạt ngươi ta tự mình đồng thủ thẩm kiều ân lại nhếch miệng lại dùng đao nhọn chỉ vào ngưu cúc phương nàng đi tới trước cửa sổ sát đất trực tiếp đốt vải vóc trèm cửa sổ ren lạnh như băng nói ngưu cúc phương ngươi làm tất cả chuyện xấu đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi cả nhà đều là từng cái đao phủ thủ không chỉ có bức tử ta hảo khuê mật vạn lộ lộ cũng sát hại mẹ của ta cùng cha của ta người một nhà các ngươi cùng nhau hợp mưu còn muốn cướp đi biệt thự cùng tiền tài của mẹ ta cửa cũng không có ta cảnh cáo ngươi hiện tại hai chúng ta đều là người cô đơn hai chúng ta cùng nhau động quy vu tận đi thẩm kiều ân a à, thẩm kiều ân qua nhiều năm như vậy ngươi thật sự sẽ giả heo ăn thịt hổ đã bị ngươi phát hiện lão hồ ly ngàn năm này của ta lại thua trong tay con cừu nhỏ vô tội đáng sợ như ngươi. Ta quanh năm lăn lộn trên con đường này cũng chưa từng ước dày, hôm nay lại bị tiểu nha đầu thối ngươi lừa gạt. Ta cũng là quá ngu ngốc cùng ngươi chu toàn hơn nửa năm, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hai chúng ta nhiều năm như vậy ở chung còn xử lý cùng hảo tỷ muội hoa giống nhau lúc trước tại cha ngươi chết đêm đó, ta nên cùng nhau giết ngươi. Hôm nay ngươi cũng sẽ không giết cả nhà chúng ta. Thẩm Kiều Ân, ngươi cũng thành đao phủ cũng chờ xuống địa ngục đi ha 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 thẩm kiều ân mỉm cười lắc đầu chép miệng nói chật 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 đáng tiếc đáng tiếc thật đáng tiếc a à, ngư cúc phương ngươi tính sai ngươi muốn hạ độc hại ta là bởi vì tòa này đại biệt thự viết chính là tên của ta ngươi nóng nảy nói thật cho ngươi biết ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn tử vong ngươi cũng không chiếm được một phân tiền vạn nhất tôi chết trên di chúc của tôi viết ngôi nhà này sẽ là do mấy người cậu nuôi của tôi kế thừa tất cả mọi thứ của tôi Ngưu Cúc Phương, một trong những kẻ thù của ta, con gái Trương Tử Ngọc của ngươi đã ở trong tù bị con rể nhà giàu trang gia thụ của ngươi tìm người tra tấn chết. Trong lòng ta đặc biệt đặc biệt thống khoái muốn chết. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đừng nghĩ chạy ra cửa đi, nói cho ngươi ngoài cửa có điện hội trực tiếp điện chết ngươi ha ha ha. Ngưu Cúc Phương, ta đương nhiên biết mình cũng sẽ bị pháp luật trừng phạt, một mạng trả một mạng, ta cảm thấy coi như là đáng giá nhìn thấy mẹ ta ta sẽ dập đầu xin lỗi bà ta bây giờ còn không thể chết ta muốn tận mắt nhìn ngươi chết chết ở trước mặt ta ngươi đi chết trước đi ngưu cúc phương lấy mạng lại đây thẩm kiều ân ngươi không có chỗ dựa vững chắc quan gia lại có thể nhanh như vậy nhận ra dấu vết ta lộ ra ngươi hảo tâm cơ đủ to gan kiếp sau ta tuyệt không buông tha bất luận kẻ nào trong nhà ngươi ta sẽ xử lý ngươi trước thẩm kiều ân hai mắt đỏ tươi nắm chặt đại đao trực tiếp đâm vào vị trí trái tim ngưu cúc phương nhất thời máu phun tung tóe trên mặt cô a à, ngươi cũng sẽ xuống địa ngục đi chết đi khụ 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 đi chết đi ngưu cúc phương chúng ta cùng chết a à, không muốn không muốn không muốn a à, ta không muốn chết ngưu cúc phương hai mắt trợn tròn miệng phun máu tươi thân thể nghiêng một cái ngã xuống đất trong nháy mắt trên mặt đất chảy một bãi máu Ba, mẹ, con gái con tới đây với hai người. Kiều Kiều, mẹ cũng tới đón con. Nơi này là nhà của chúng ta, con xem đây là cha con tự mình thiết kế nhà của chúng ta, thiêu hủy thì thiêu hủy đi. Người một nhà chúng ta rốt cục có thể cùng một chỗ sinh hoạt. Kiều Kiều, mau theo mẹ đi. Đến đây thẩm Kiều ân hấp hối thì thấy được mẹ đang đi về phía mình, bà đã bị lửa lớn bao vây, lệ rơi đầy mặt không biết đau đớn, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sau đó dập đầu ba cái. Chương 2 Linh tuyền không gian Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ai u ai u, mông của ta Đau 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 chết ta Đông một tiếng, thẩm kiều ân mặc váy ngủ tơ tầm màu hồng nhạt bị ác mộng đánh thức từ trên giường lớn ngã xuống sàn nhà cứng trắng Một bàn tay mông lung của nàng đang che vị trí mông bị ngã đau của mình Một bàn tay chống trên mặt đất kêu la Cô liên tục mấy ngày gặp ác mộng giống như đêm hôm trước, nội dung đều giống nhau như đúc, khiến cô khắc sâu trí nhớ, cô đều có thể thuộc lầu lầu. Cơn ác mộng vừa rồi khiến Thẩm Kiều Ân nhớ rất rõ ràng, giống như cô ấy đang lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cô ấy là cô ấy, thật sự là cô ấy, mẹ kế cũng là mẹ kế ngưu cúc phương. Trong mộng nàng lại dám động dao nhỏ còn dám phóng hỏa đốt phòng cùng mẹ kế ngưu cúc phương động quy vu tận, giấc mộng này cũng quá khác thường đi. Thẩm Kiều Ân thầm nghĩ quan hệ giữa mình và mẹ kế tốt như mẹ ruột, giữa hai người cũng không có bất kỳ cừu hận nào. Cô cảm thấy mẹ kế đối xử với cô còn tốt hơn bất cứ người phụ nữ nào là mẹ kế, mẹ kế thật sự đối xử với cô như con gái ruột. Nhưng nàng dám ở trong mộng phóng hỏa phòng còn dám trực tiếp cầm đao đâm chết mẹ kế Ngưu Cúc Phương. Nàng không dám thừa nhận mẹ kế Ngưu Cúc Phương của mình thật sự giống như trong mộng là một đao phủ độc ác bởi vì trong hiện thực mẹ kế ngưu cúc phương đối tốt với nàng không phản đối mặc quần áo ăn mặc không ít của nàng ăn nhậu chơi bời cũng cam lòng tiêu tiền trên người nàng nàng không thể tin được cũng không thể tưởng tượng một người sẽ cùng nàng diễn trò hơn 10 năm nguyên lai bên cạnh mình nuôi một đám bạch nhãn lan một đám đao phủ hung ác muốn mạng nàng thẩm kiều ân toàn thân vô lực bò dậy toàn thân cô đều đổ mồ hôi lạnh trực tiếp ngồi trên ghế tròn trước bàn trang điểm màu trắng bên cạnh giường lớn Cô ngước mắt xuyên thấu qua gương nhìn thấy vẻ mặt tiêu tụy của mình, mồ hôi trên trán chảy thẳng xuống xương quai xanh. Tầm mắt bỗng nhiên dừng lại trên một mô hình ngôi nhà cổ kính có tạo hình lâm viên tô châu. Thẩm Kiều Ân lập tức nhớ tới ngôi nhà cổ mô hình kiến trúc này là do ba mình tự mình thiết kế. Thiết kế phong cách cổ xưa này được mẹ khen ngợi, mẹ cũng đặc biệt thích thiết kế căn nhà này, sau đó còn sửa sang lại căn nhà cũ của ông bà ngoại dựa theo thiết kế này. Cũng đúng, Thẩm Kiều Ân nhớ tới 7 ngày trước ba cô liều mạng nhét mô hình ngôi nhà cổ này vào tay cô. Cha khó khăn mở miệng nói với cô muốn cô bảo vệ tốt căn nhà cổ này phải thường xuyên đi quét dọn sạch sẽ không thể để nó hỏng trả rời. Ba còn đặc biệt dặn dò cô nói mặc kệ bản thân cô gặp phải bất cứ khó khăn gì hoặc là trong nhà thiếu tiền tiêu cũng không được nghe mẹ kế ngưu cúc phương nói đem nó bán đi. Ba cô còn nói đây là nhà mẹ quan thiều thu thích nhất. Ba ba nói xong còn khóc tiếp tục dặn đi dặn lại với cô, làm con gái của hai người bọn họ cần phải cô thể bảo quản tốt căn nhà cổ này. Lúc ấy cô cảm thấy ba mình nói chuyện quá dông dài, không phải chỉ là một mô hình thôi sao, có gì hiếm lạ, cô sợ làm tổn thương trái tim ba, sợ bệnh tình ba cô sẽ nặng thêm. Cô cũng vui vẻ chấp nhận và đồng ý, cô lại sợ ba cô nói đến mẹ kích động ảnh hưởng đến bệnh tình phát tác, mình còn giơ tay phát một lời thề. Cuối cùng ba cô mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi mỗi ngày tan ca cô đều đến bệnh viện hồi phục đổi mẹ kế ngưu cúc phương về nhà nghỉ ngơi cô ở lại chăm sóc cha đến 12 giờ rưỡi mới về nhà vừa về đến nhà lên lầu trở về phòng mình tắm rửa sấy khô đầu thay đồ ngủ ngồi trước bàn trang điểm mở laptop xử lý văn kiện công ty chờ sau khi kết thúc cô mới nhớ tới căn nhà cổ trong túi sách mà ba dặn dò cô bảo quản thật tốt cô quay đầu nhìn xuống sàn tủ đầu giường túi sách của mình vẫn còn trên mặt đất cách rất gần đưa tay xách túi sách lên cẩn thận từng ly từng tí móc ra phòng cổ nhìn trái nhìn phải làm giống như thật bởi vì rất giống thật thẩm kiều ân lập tức quá tò mò đưa tay sờ soạn nóc nhà nơi đó có một cửa sổ thủy tinh cô tò mò bên trong rốt cuộc có bàn ghế gì hay không ghé sát vào một chút lấy mắt phải nhắm ngay cửa sổ nhìn vào bên trong lại tối đen như mực cô cái gì cũng không thấy lúc ấy nàng còn tức giận oán giận qua một câu xì cái gì cũng không có căn nhà cổ này có gì mà hiếm lạ cứ để tôi bảo quản nó không thú vị mặc kệ cô tiện tay đặt ở trên hộp bên trái bàn trang điểm sau đó cô bận rộn chuyện công ty lại phải đi chăm sóc ba trong khoảng thời gian này chạy hai đầu khiến cho mình vừa mệt vừa buồn ngủ chỉ cần dính vào gối đầu mình lập tức đi vào giấc ngủ năm giây chuyện ba dặn dò cô phải quản lý tốt ngôi nhà của mô hình này đều bị cô quên sạch không còn một mảnh nàng kéo lê thân thể suy yếu không chịu nổi cũng không dám có một tiêu oán giận. Chính mình trường kỳ mặc kệ mưa mặt gió công ty cùng bệnh viện chạy hai đầu, nàng lại mỗi đêm ngủ đều sẽ gặp ác mộng giống nhau. Chính mình không tin Phật không tin di sức nàng cũng không coi ra gì. Hiện tại thẩm kiều ân chột dạ vội vàng rút một tấm bông trang điểm lau bụi trên nhà cổ, cũng may phía trên không có một chút bụi bặm vứt bông trang điểm hai tay tạo chữ thập, nghiêm túc xin lỗi. Ba, mẹ, không xứng gần đây con thật sự quá bận rộn nên quên mất. Xin ba mẹ lượng thứ, con nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Tha thứ cho con lười biến mấy ngày nay đi. Không xứng không xứng không xứng. Cô cúi chào ngôi nhà cổ ba lần, lại nhìn kỹ kết cấu và vẻ ngoài của ngôi nhà, còn vươn tay gõ vài cái lên mặt nhà cổ rồi tách nóc nhà ra xem có thể mở ra xem bên trong hay không. Trong lúc lơ đảng cô không chú ý đã bị gai gỗ đâm vào ngón giữa trên bụng lập tức toát ra một hạt máu lớn, chỉ đau thoáng cái thẩm kiều ân vội vàng nhét ngón tay vào trong miệng nhanh chóng hút máu. Đúng lúc này kỳ tích đã xảy ra, căn nhà cổ trên tay biến mất trước mặt thẩm kiều ân, trước mắt nàng nhoáng lên một cái, cả người liền ngã ngồi trên mặt đất buồn, trước mặt mình xuất hiện một cái giếng nước bên cạnh dựng thẳng một cái mộc bài bài mặt trên khắc linh tuyền không gian bốn chữ hành thảo. Linh tuyền không gian Hai mắt thẩm kiều ân trừng thật to, còn một cái từ trên mặt đất nhảy lên cao ba thước đứng lên, nàng đây là bị kinh hách, trong lòng cũng kích động muốn chết. Nơi này là linh tuyền không gian A. Ta làm một cái dự báo ác mộng sau lại ngoài ý muốn thu hoạch một cái linh tuyền không gian. Cô chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, cô cũng biết cái gì gọi là không gian. Cái gì gọi là linh tuyền? Linh tuyền thủy có công hiệu gì? Hai tay nàng chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười ha ha ông trời đối xử với nàng không tệ a à. Chật chật chật, ta thật không nghĩ tới loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này lại phát sinh trên người ta. Thẩm kiều ân ta cũng có không gian, còn có một cái giếng nước linh tuyền chứa đầy công hiệu vạn năng, ta ngược lại muốn nhìn xem công hiệu của linh tuyền thủy này thật sự có chỗ thần kỳ như vậy sao? Tôi sẽ uống vài ngụm và thử. Nhìn xem thật sự có thể tẩy tinh phạt thủy cường thân kiện thể, dưỡng nhan thoát thai hoáng cốt khử hữu sinh cơ khô mộc phùng xuân các loại công hiệu kỳ tích phát sinh. Nàng đi lên phía trước cẩn thận xem xét bốn phía giếng nước linh tuyền trước mắt, chính mình liền nhìn thấy bên cạnh có một cái nắp giếng ngọc thạch điêu khắc hai con cá chép gấm được cái nghịch nước ở trong triền chi liên lẽ loi tựa vào bên cạnh giếng. Chính mình lại nhìn một chút mép giếng rộng hai thước, đường kính 60 đến 80 cm, đầu thò vào miệng giếng nhìn thoáng qua linh tuyền thủy bên trong vừa trong suốt lại tinh khiết. Thẩm Kiều Ân quá mức hương phấn trực tiếp không chút nghĩ ngợi vốc nước suối trong giếng lên, há miệng liền uống. Ngay sau đó mùi vị vào miệng có một tia ngọt ngào ngon miệng còn kèm theo một cổ mùi cỏ xanh tự nhiên nhàn nhạt, uống vào trong bụng là hơi lạnh, thập phần giải khát liền tinh thần phấn chấn cả người. Ngon quá đi. Tự như qua ha ha tinh khiết thủy, ngọt ngào ngon miệng nàng chỉ lo hồi tưởng lại sự trong veo của dòng suối ngọt ngào nhưng không nhìn thấy mặt sau nắp giếng ngọc thạch lẻ loi kia có khắc mấy chữ hành thảo. Lấy không hết, dùng không cạn. Thẩm Kiều Ân đứng dậy hai tay nắm thành nắm đấm hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, sau đó cô mới trấn định lại liền nhớ tới một ít chi tiết quan trọng trong mộng của mình. Sau khi qua đầu óc, cô từ mẹ ruột quan thiều thu sinh bệnh qua đời đến ba năm sau, cha ruột thậm chí kiệt cưới mẹ kế ngưu cúc phương vào cửa tô gia, rồi đến cha ruột thậm chí kiệt ra ngoài gặp tai nạn xe cộ, ngồi phịch trong bệnh viện hồi phục, không biết ngày nào tháng nào năm nào có thể xuất viện về nhà. Sau đó mẹ kế ngưu Cúc Phương bắt đầu không ngừng giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô, trong lúc đó bạn thân vạn lộ lộ của cô còn kết hôn sinh con với em kế Trương Tử Phong, bạn trai mối tình đầu của cô Trang Gia Thụ chia tay với mình, sau đó em gái kế Trương Tử Ngọc lại gả cho bạn trai mối tình đầu của cô Trang Gia Thụ. Lúc này cô mới phát hiện mình từ trước tới nay đều làm trâu làm ngựa cho một nhà ba người mẹ kế còn bị mấy người bọn họ lừa gạt mười mấy năm. Thẩm Kiều Ân yên lặng chảy nước mắt, ngơ ngác ngây ngốc nhìn bốn phía trong phòng nguyên lai không phải cô tìm không thấy đối tượng kết hôn mà là mẹ kế Ngưu Cúc Phương căn bản là không có ý định để cho cô kết hôn mà là mẹ kế vẫn muốn tòa biệt thự độc nhất vô nhị này. Ở khu Thanh Đồng thành phố kinh thành có một tòa biệt thự độc nhất vô nhị 500 mét vuông 3 tầng giá bán ít nhất trên 15 triệu. Trong nhà còn có 500 vạn tiền gửi ngân hàng, đây cũng là mẹ khi còn sống để dành, hiện tại đều bị mẹ kế Ngưu Cúc Phương tham ô cầm đi mở công ty cho con trai bà Trương Tử Phong đi, bằng không Trương Tử Phong ham đánh bạc thành tính lại vay nặng lãi nào có tiền trả nợ cùng mở công ty giải trí môi giới. Ta quá ngốc quá ngốc, nếu không là ta làm một cái có thể biết trước ác mộng hảo mộng lời nói, ta cũng không biết mình là như thế nào bị mẹ kế người một nhà đùa chết. Tôi phân tích trước sau tôi mới biết được chân tướng biết quá muộn, hiện tại ba đã nói không ra lời không thể nói cho tôi biết chân tướng. Ta thật sự rất hối hận ta đối đãi ngưu cúc phương tốt như mẹ ruột, ta ngẫm lại liền không làm thất vọng mẹ ruột của ta. Bất quá hiện tại biết bộ mặt thật của người một nhà các nàng còn kịp, hiện tại cũng không muộn. Trước tiên tôi phải tìm một thám tử tư uy tín lại đáng tin cậy điều tra lai lịch ngưu cúc phương một chút, còn phải điều tra tai nạn xe cộ ngoại ý muốn năm đó của cha tôi tìm ai đây? Nàng cắn chặt răng, vỗ ngón tay một cái, mừng rỡ nói. Ta nghĩ tới. Chính là hắn. Thẩm Kiều Ân không lưng lại vốc một nắm nước suối uống, sau khi uống xong nàng mới đánh giá bộ dáng không gian linh tuyền này. Chương 3 Cái này chính là của người báo ứng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Thẩm Dôn, ngươi không có mấy ngày thời gian có thể sống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trương tử ngọc mặc váy ngủ màu đen ông mặc quỳ trên mặt đất khóc trống. Ô ngươi hôm nay liền vì thẩm kiều ân chút chuyện rắm này mà đối với ta bạo lực, ta lớn như vậy ba mẹ ta đều luyến tiếc đánh ta một cái. Nếu anh không yêu em cũng biết những chuyện vớ vẩn của em, sao anh không nói ly hôn với em? Ta cũng không phải cái không thức thời nữ nhân ta có thể thả ngươi tự do hu hu ha ha anh không biết xấu hổ nhắc tới hai chữ ly hôn với em, sớm muộn gì em cũng phải ly hôn với anh. Từ hôm nay trở đi hai người chúng ta bắt đầu ở riêng, anh ở phòng ngủ chính, em ở thư phòng. Tiểu Long em đưa đến chỗ mẹ em. Anh cũng không được đến nhà em. Anh dám đến nhà em gây sự với mẹ em, đừng trách em đem chuyện xấu của anh toàn bộ nói ra. Trang gia thù mặt lộ vẻ dữ tợn, hai mắt giận dữ trừng nói, hắn hôm nay thời tiết cũng ra ngoài, người cũng đánh rồi lại buông lời tàn nhẫn sau này không có sự cho phép của anh em không được đến công ty tìm anh cũng không được bước vào công ty nửa bước em nhớ cho anh không được gây phiền phức cho thẩm kiều ân nữa nếu em dám không nghe vi phạm một lần anh sẽ đánh em một lần hôm nay chính là trừng phạt nhìn bộ dạng xấu xí của ngươi bây giờ thật ghê tởm đừng nói với người ngoài là tôi đánh anh cũng đừng đi bệnh viện khám bị thương thì ở nhà tự mình chữa đi ngươi cũng không được ra ngoài chờ ngươi khỏi bệnh nói với ta một tiếng. ngươi dám tùy tiện ra ngoài, để để ngươi sau này xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không quản sống chết của nó nữa. tôi làm theo. sau đó trang gia thụ đen mặt hài lòng đi ra ngoài cửa. trương tử ngọc bị đánh thành đầu heo đỏ mắt từ trên mặt đất đứng lên tức giận đến đầu muốn nổ tung, liền biến sắc, hai mắt phun lửa nghiến răng nghiến lợi, nắm tay không cam lòng thấp giọng trống giận. a à. Ta sẽ không tha cho bất cứ ai trong các ngươi. Trang gia thụ, đồng quách Như, thẩm kiều ân các ngươi chờ xem. Nàng ông khuôn mặt bị thương ngồi bên cạnh giường càng nghĩ càng tức giận tiếp tục mắng. Phi mẹ nó, súc sinh Trang gia thụ Tê lão nương bị ngươi đánh thành hiện tại cái dạng quỷ quái này nếu ta hủy dung ta không phải giết ngươi không thể tê ngươi thật xấu còn không cho ta đi bệnh viện trị thương tê ngươi muốn nhốt ta ở nhà không phải là sợ ảnh hưởng ngươi ở bên ngoài giả quân tử sao? dối trá phi trang gia thụ ngươi chính là một người quân tử tiểu nhân đê tiện ta hận ngươi ngươi không cho ta sống tốt ta cũng sẽ không cho ngươi sống tốt chúng ta không chết không thôi trương tử ngọc cầm di động trên tủ rời giường gọi điện thoại cho mẹ ngưu cúc phương con gái con sáng sớm đã tới quấy rầy thanh mộng của mẹ có chuyện gì vậy đầu dây bên kia ngưu cúc phương đang ngủ trong phòng khách nhà con trai cô bị một cuộc điện thoại đánh thức đang mơ mơ màng màng nằm ở trên giường ngáp dài nghe điện thoại hỏi. Mẹ, ô. Trương tử Ngọc qua một tiếng khóc lớn. Vừa nghe thấy tiếng khóc thê thảm của con gái ruột kia, Ngưu Cúc Phương lập tức tỉnh táo ngồi dậy, vội vàng trấn an Trương tử Ngọc đang khóc hỏi. Tử Ngọc, tử Ngọc, con đừng khóc, đừng khóc. Mau nói với mẹ con đã xảy ra chuyện gì. Trương tử Ngọc thúc thích nhưng đầu óc xoay chuyển nhanh, cô không dám đem chuyện mình sinh bệnh lậu và không thể sinh con nói cho mẹ ruột của mình cũng không dám đem chuyện tiểu long là con trai thứ ba nói ra cô nghĩ thầm vừa rồi là tôi không nghĩ chu toàn tôi không thể nói với mẹ tôi bây giờ cây trang gia muốn ly hôn với tôi cũng không thể nói chuyện cây trang gia đánh tôi bây giờ chuyện gì tôi cũng không thể nói tôi sợ mẹ tôi sẽ tìm trang gia thụ giúp tôi đòi công đạo không được không thể trêu chọc trang gia thụ nếu không hôm nay ta sẽ bị hắn đánh chết Trương Tử Ngọc âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc, ung dung mở miệng. Mẹ, gia thụ sợ con vất vả không cho con đến công ty làm việc về sau con sẽ không có tiền lương hiếu kính mẹ cũng không có tiền giúp em trai một phen. Mẹ, hôm nay con xin cây nhà một khoản tiền, con đã bị mẹ chồng ác độc của con biết được, lại răng dậy con một trận, còn đón tiểu long của con về nhà, không cho con mang theo. Mẹ, một tháng gần đây con không gặp mặt mẹ, con muốn ra ngoài giải sâu. Mẹ, Mẹ quản cho tốt em trai không khiến người ta bớt lo của con, đừng để nó đánh bạc nữa. Tử Ngọc, ta tối hôm qua đối với Thẩm Chí Kiệt thần trí không rõ nói một ít sau ta mới biết được chúng ta ở biệt thự chủ hộ kỳ thật là thẩm kiều Ân một người tên. Còn con gái nữa, còn có cách nào để thẩm kiều Ân sang tên ngôi nhà lên đầu cha dựng Thẩm Chí Kiệt không? Chỉ cần thẩm chí kiệt chết căn biệt thự kia là của tôi, chúng ta chỉ cần vừa đắc thủ liền trực tiếp bán đi. Mẹ Mẹ gấp cái gì? Mẹ không phải đã lên kế hoạch rồi sao? Mẹ phải chờ thẩm chí kiệt chết trước, sau đó chậm rãi hạ độc thẩm Kiều Ân, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay, ngốc bức thẩm Kiều Ân vừa chết biệt thự cùng tiền tài đáng giá kia không phải đều là của mẹ sao? Gấp cái gì? Đúng. Mẹ con muốn thẩm chí kiệt chết tự nhiên để lấy được mọi thứ của thẩm gia. Mẹ làm như vậy cũng sẽ không để cho người sáng suốt biết mẹ muốn độc chiếm toàn bộ tài sản của thẩm gia. Mẹ, mẹ cầm di sản của hai người cũng là thiên kinh địa nghĩa được không? Là được pháp luật bảo hộ. Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng cứ theo kế hoạch của mẹ mà chấp hành đi. Đúng đúng đúng. Vẫn là con gái tôi suy nghĩ chu toàn. Được, tất cả đều nghe theo con gái, mẹ liền kiên nhẫn chờ một chút để cho bệnh của thẩm chí kiệt nghiêm trọng hơn. Tôi cũng có thể ra tay diệt trừ hắn. Từ, mẹ đừng để lộ dấu vết trước mặt Thẩm Kiều Ân. Mẹ phải bình tĩnh như bình thường. Mẹ, hiện tại con không thể chọc giận gia thù và mẹ chồng, mẹ nghĩ biện pháp để Thẩm Kiều Ân rời khỏi công ty Ân Gia chuyển nhượng cổ phần cho con. Tôi mới có thể ngẩng đầu lên ở trang gia, nếu không tôi sẽ bị mẹ chồng già bất tử của tôi áp chế khắp nơi. Mẹ, mẹ phải giúp con gái hôm nay bà lão kia ở bên tai cây nhà lại nhai tai con hại con mất đi vị trí chủ quản bộ phận nhân sự của công ty được mẹ nghĩ biện pháp giúp con không được mẹ sẽ tìm ông nội nuôi hoặc cha nuôi của con ừ tất cả đều nghe mẹ không nói mẹ nữa con phải thu dọn đồ đặt đi du lịch chờ con về mang đặc sản cho mẹ hảo qua hảo qua con gái chơi vui vẻ một chút chú ý an toàn a à, không nói em trai con bên kia lại bắt đầu đánh người cúp đi Mẹ bảo em trai tôi thu thập vạn lộ lộ ăn trong móc ngoài kia, đánh cho tôi. Bi bi. Trương tử Ngọc rất nhanh cúp điện thoại, tức giận đến liều mạng dậm chân, sau đó ném điện thoại di động lên giường. Cô đứng dậy ngồi ở bàn trang điểm bên giường soi gương, nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình, lo lắng vừa khóc vừa kéo ngăn kéo ra, lấy hộp thuốc ra lập tức mở ra tìm thuốc mở thay mặt mình tiêu sưng giảm đau. Hai mắt nàng đỏ tươi miếng chặt môi, không cam lòng cầm thuốc mỡ bôi lên khuôn mặt bị thương ở trong lòng một lần lại một lần mắng chửi lại oán hận thẩm kiều ân chính mình phán đoán mình đem từng con dao găm lần lượt trạch mặt thẩm kiều ân xinh đẹp hơn mình gấp trăm lần cô một lòng muốn hủy diệt thẩm kiều ân ai bảo trang gia thụ đề nghị ly hôn với cô hắn kết hôn đến bây giờ còn đang nhớ thương nàng chính mình hủy dung của nàng coi như đối với nàng một loại nhân từ chính mình còn không có muốn nàng mạng nhỏ đâu a à, không cần ta tự mình động thủ đã có người sẽ thay ta giết ngươi thẩm kiều ân ngươi không có mấy ngày để sống, chờ cha ngươi vừa chết người tiếp theo chết chính là ngươi. Ngươi là chơi không lại ta trương tử ngọc ha ha ha. Bên kia thẩm kiều ân ở trước mặt trang gia thụ dối trá chăm ngòi ly gián thành công đem trương tử ngọc từ nội bộ công ty ân gia trực tiếp đuổi việc. Cô cũng là tin tức tốt vừa mới nhìn thấy trong nhóm nhân viên công ty, trang gia thụ thật sự sẽ tìm cho trương tử ngọc một cái cớ tốt để từ chức. Nói cái gì mà trương tử ngọc vì con trai lớn lên mà phải lên tiểu học, không ai quản không ai phụ đạo bài tập. Cái gì mà cam nguyện xin từ chức về nhà làm bà nội trợ giúp chồng dạy con không cần xuất đầu lộ diện. Trong nhà có điều kiện kinh tế ha ha nàng cũng biết đây là trang gia thù sĩ diện, vừa nghĩ tới trương tử ngọc hận mình biết rõ nữ nhân ác độc này sẽ không thiện thôi cam hưu buông tha cho mình. Trên người mặc âu phục màu đỏ không tay phối hợp với tê. Sớt đen, phía dưới mặc âu phục quần đùi màu đỏ, chân đi giày xăng đang đế bằng kim cương bạc, Thẩm Kiều Ân tay sách túi da đi vào trong phòng áo khoác. Cô nghĩ mình tìm người điều tra hung thủ cần tiền liền nhanh chóng nhập mật mã trước két sắt cao hơn một mét, sau đó ấn xuống vân tay của mình. Sau khi mở khóa, cô thu hết số tiền mặt, ngoại hối, vàng bạc châu báu trang sức, đồng hồ kim cương, vàng thỏi và nhiều thẻ ngân hàng còn lại vào trong không gian, mà những thứ này đều là di sản mà mẹ cô để lại cho cô. Cuối cùng cô sửa lại mật mã mới lại thiết lập ba lần cơ hội dùng xong tự động khóa chết, mà cô không thay đổi thông tin vân tay của mình. Cô lại đem quần áo, giày dép, túi sách cùng với đồ cổ ba mẹ giấu ở chỗ cô cất vào trong không gian. Ta muốn làm tốt kế sách vạn toàn. Trong mộng ba ba cùng lộ lộ lần lượt trước sau qua đời. Trong mộng hình như là ta sắp đến 30 tuổi, mà ta năm nay mới 26 tuổi tính toán thời gian chỉ sợ ngay tại một ngày nào đó trong mấy tháng này đi cái chết của lulu xảy ra trước khi cha cô qua đời trong mộng tôi nói muốn giữ đạo hiếu cho ba 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 năm mẹ kế nói một năm sau liền muốn hại chết tôi ta đoán lộ lộ gặp chuyện không may chỉ sợ chính là năm nay ba ba gặp chuyện không may không phải sang năm thì là nửa năm sau tôi không rõ từ năm nay trương tử phong bắt đầu ngày nào đồng thủ đánh lộ lộ đánh chết cô ấy không được ta không thể để lộ lộ chết vô ích đúng rồi người đàn ông ngoại tình của lộ lộ là ai trong mộng không nhắc tới a, à, đó là một việc khó khăn. Hiện tại ta không thể để cho ba ba còn có lộ lộ bởi vì ta nguyên nhân mất mạng, hiện tại ta muốn đứng ra bảo vệ tốt bọn họ. Họ không thể chết. Này, cũng không biết Ngưu Cúc Phương là lai lịch gì. Ở trong mộng nàng thật kiêu ngạo như thế không e ngại pháp luật. Duy chỉ có nàng sợ chết. Ai là chỗ dựa vững chắc sau lưng cô ấy? Nhìn căn phòng trống rỗng, Thẩm Kiều Ân vừa lòng cười đi ra khỏi phòng, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gửi cho vạn lộ lộ một tin nhắn. Lộ lộ, lát nữa anh đến nhà em, mọi người cùng ăn điểm tâm. Em đừng nói với A Phong anh muốn cho cậu ấy một bất ngờ lớn. Sau khi gửi tin nhắn xong, Thẩm Kiều Ân lại mở trình duyệt nhập một hàng chữ vào thanh tìm kiếm của cửa sổ độ nương. Thám tử điều tra. Quy phóng ra một trang web an toàn bí mật nhấn vào, sau khi điền xong nội dung mình muốn ủy thác trên tờ giấy có in một đóa hoa hồng màu đen viền vàng, liền nhấn gửi đi. Tôi sẽ chờ quy chủ động liên lạc với tôi bàn về vấn đề thu phí. Cầm túi sách, Thẩm Kiều Ân đóng cửa lại đi đến giao lộ đón xe. Trên đường bóng người lác đác. Chương 5 Tại chỗ vạch trần bạo lực gia đình chân tướng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngoài cửa phòng 2504 của tiểu khu Hoa Hảo khu Đồng thau trên vai đeo túi sách, thẩm kiều ân tay trái mang theo túi sách và cốc thể thao tấn đứng ở cửa nhà trương tử phong nhiên tai liền nghe được trong cửa truyền đến tiếng chửi bới và động tĩnh quyền đấm cước đá của mẹ con trương gia. Cô không gõ cửa vội vàng trốn vào cầu thang tầng này lấy điện thoại di động từ trong túi ra vội vàng gọi 110 báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát xong, cô lại lợi dụng phần mềm xã hội nặc danh của công ty tìm được một tay săn tin uy tín gửi một tin nhắn sau hậu trường của đối phương để cho người ta trong vòng 20 phút dẫn người tới hiện trường trương gia đưa tin về sự kiện ông chủ công ty giải trí tử phong bạo hành vợ, nhưng đối phương không trả lời cô. Thẩm Kiều Ân cũng không vội, ngay sau đó cầm lấy điện thoại di động, mở máy ảnh lên, chọn hình thức quay video, sau đó mở âm lượng lên mức cao nhất, sau đó mở màn hình điện thoại di động của mình. Vị trí cô đứng vừa vặn góc độ nhắm ngay cửa phòng trương tử phong bất cứ lúc nào cũng có thể nhấp vào nút màu đỏ để chụp ảnh. Mười phút sau cửa thang máy mở ra chỉ thấy một đội cảnh sát vọt tới cửa phòng 2504 vây kín lại liền một người tiến lên gõ cửa. Cộc 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 cộc. Thẩm Kiều Ân vừa thấy cảnh sát tới cửa liền bắt đầu ấn vòng đỏ hình tròn lớn cạnh dậy nút bấm để bắt đầu bắn. Chạy tới một đội cảnh sát chỉ có 12 người mỗi người đều nghe thấy nhà này động tĩnh mỗi người liếc mắt nhìn nhau trong đó dẫn đầu một gã lão cảnh sát tiến lên gấp bấm chuông cửa. Bíp bíp bíp, một lão cảnh sát khác cau mày mở bộ đàm kêu gọi đầu hàng. Mở cửa mau mở cửa, có chủ hộ tố cáo trong tiểu khu 2504 có người tụ tập đánh nhau, bà xã mau mở cửa, mời tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Rất nhanh cửa phòng 2504 liền từ trong ra ngoài mở ra. Trương tử phong mặc áo ngủ quần ngủ, chân rắc dép lê ưỡng mặt đứng ở cửa vừa nhìn ngoài cửa tất cả đều là cảnh sát vội vàng ý thức được nhà mình bị người khiếu nại hắn sợ chuyện hôm nay mình bạo hành gia đình vạn lộ lộ bị chọc vào lỗ tai thẩm kiều ân, vậy hắn liền chịu không nổi, vội vàng nặng ra một nụ cười phủ nhận khoát tay nói. Đồng chí cảnh sát, tôi không bạo hành vợ tôi, tôi đang ở nhà bắt chuột, vợ tôi và mẹ tôi sợ chạy khắp nơi, nhất định là đồng tỉnh trong phòng khách nhà tôi quá lớn quấy rầy đến nghỉ ngơi dưới lầu, nhưng đồng chí cảnh sát bây giờ là 8 giờ tôi cũng không quấy nhiễu dân chúng. Khi trương tử phong mở cửa, thẩm kiều ân đã gửi đoạn video này cho paparazzi sau đó cô tiếp tục quay phim lão cảnh sát dẫn đầu kia dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói xin cho xem chứng minh thư của anh đăng ký đây là công việc của chúng tôi xin anh phối hợp một chút tiểu khu của anh có người báo cảnh sát bên chúng tôi phải xử lý xin cho chúng tôi vào nhà xem vợ và mẹ anh chúng tôi muốn hỏi tình hình có thật hay không trương tử phong đành phải để cho các cảnh sát vào trong nhà điều tra hắn đi phòng khách sofa bên kia lấy chứng minh thư của mình. Có một cảnh sát trẻ tuổi cầm bản đăng ký quan sát bốn phía đi về phía Trương Tử Phong hỏi. Xin hỏi anh là chủ hộ này tên gì? Gọi vợ anh ra ngoài một chút còn có mẹ anh. Tôi tên là Trương Tử Phong, là chủ nhân của căn nhà này. Tôi mua toàn bộ. Trương Tử Phong cầm chứng minh thư đưa cho cảnh sát trước mặt cười hồi đáp. Anh thấy trong phòng khách lộn xộn bị mẹ cô thu dọn xong xuôi, trong lòng anh mới yên tâm không ít lại đi tới cửa phòng ngủ chính gõ cửa kêu vạn lộ lộ ăn mặc xong liền đi ra giải thích với cảnh sát một chút. Ngưu Cúc Phương chính mình cũng thay đổi một thân quần áo chủ động từ phòng khách mở cửa đi ra, trên mặt thời khắc hiện lên nụ cười, nàng nhìn thấy một đống cảnh sát tại phòng khách nhà con trai mình khắp nơi chuyển tới chuyển lui đấy lòng sợ hãi muốn nhanh chóng đuổi đi vội vàng chuyển đến đăng ký cảnh sát trước mặt giải thích nói. Đồng chí cảnh sát, sự tình là như thế này sáng nay nhà chúng ta nhà bếp cống thoát nước đột nhiên chạy ra một con chuột, con dâu ta lộ lộ nhìn thấy sợ hãi mới hô to gọi nhỏ đấy. Con chuột kia bị kinh hãi từ phòng bếp một chiêu chạy đến phòng khách, con trai tôi cầm chổi đánh chuột, tôi dời ghế ra lúc này mới huyên náo được động tĩnh lớn ảnh hưởng đến dưới lầu. Lần sau chúng ta chú ý. Có một trung niên cảnh sát lúc này đang mở phòng bếp đẩy cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua lầm bầm nhà bếp này cũng rất sạch sẽ không có dấu vết nấu cơm. Kỳ quái cống thoát nước của nhà bếp này ở đâu? Lúc này vạn lộ lộ mở cửa từ phòng ngủ chính chậm rãi đi ra, nhìn thấy một phòng cảnh sát trước sửng sốt, sau đó nhìn thấy trương tử phong nghiêng đầu một lộ hung quang nháy mắt với vạn lộ lộ, ý tứ chính là không được nói trước mặt cảnh sát chuyện tôi còn có mẹ tôi cùng nhau động thủ đánh anh. Vạn lộ lộ lập tức lộ ra nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười, hai tay khoác lên cánh tay, nàng đi tới sofa ngồi xuống. Ngưu Cúc Phương thấy Vạn Lộ Lộ tử tướng kia vội vàng ba bước chạy chậm tới bên phải Vạn Lộ Lộ ngồi xuống còn ông lấy Vạn Lộ Lộ cười dỗ dành nói: "Ai nha, con chuột chết tiệt. Xem con dâu tôi sợ tới mức bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đồng chí cảnh sát, có thể cho con dâu tôi về phòng nằm hay không?" "Lộ Lộ, lần này gặp tội rồi. Con trai à, lát nữa mời người giúp việc đến nhà xử lý cho tốt." cảnh sát trẻ tuổi đăng ký xong tin tức ngẩng đầu nhìn vạn lộ lộ đi tới bên cạnh bàn trà đánh giá từ trên xuống dưới mở miệng hỏi cô là người yêu của trương tử phong tên gì số chứng minh thư nhớ là bao nhiêu xin hỏi chồng cô có từng bạo hành gia đình cô không ngư cúc phương cười ha hả chen miệng nói con dâu ta tên là vạn lộ lộ một vạn hai vạn cái kia vạn lộ lộ chính là bên trái một cái vương bên phải một cái đường cái không bạo lực gia đình trên mặt nàng vẫn duy trì nụ cười, sau lưng lại dùng sức bóp thịt trên lưng vạn lộ lộ. Vạn lộ lộ miễn cưỡng chính mình bảo trì nụ cười âm thầm cắn răng chịu đựng đau đớn, nàng không dám nói chuyện vẫn cúi đầu, lúc này trái tim của nàng đập thình thịch không ngừng cả người run rẩy. Ngươi đừng nói chuyện, xin để vạn lộ lộ tự mình nói chuyện. Ngư Cúc Phương bị nói cũng không thèm để ý vẫn cười nói. Cô ấy bị dọa còn chưa tỉnh táo lại. Đồng chí cảnh sát, anh hỏi tôi cũng giống vậy vậy con trai ngươi có đánh vạn lộ lộ hay không không có không có con trai ta tuyệt đối không có đánh lộ lộ một cái bọn họ vợ chồng xong tình cảm rất tốt đâu rồi mấy ngày hôm trước lộ lộ đi ra ngoài mua thức ăn trên đường đạp xe ngã một cái ta mới đến chiếu cố nàng cả nhà chúng tôi vui vẻ hòa thuận không có mâu thuẫn gì lộ lộ ngươi nói có phải hay không a à, mẹ tối hôm qua còn làm móng heo kho tàu mẹ thích ăn các cảnh sát tuần tra khác đã rút lui ra ngoài cửa duy trì trật tự. Một đám hàng xóm vây quanh hành lang đều nghị luận sôi nổi, ngay cả quản lý chung cư cổ Mậu Lâm cũng dẫn người chạy tới. Giả Mậu Lâm biết lão cảnh sát Ngô Hướng Huy lễ phép gật đầu với hắn. Ông Ngô Hướng Huy, cảnh sát cũ dẫn đầu, tìm hiểu tình hình thực tế trong nhà của chủ hộ 250. Trương Tử Phong sợ ảnh hưởng thanh danh của mình vội vàng đi tới cửa giải thích. Cổ quản lý, thật ngại quá kinh động mọi người, sự tình là thế này, sáng nay nhà chúng tôi từ cống thoát nước trong bếp chạy vào, một con chuột lớn làm cả nhà chúng tôi sợ muốn chết, đặc biệt là dọa vợ tôi khóc. Đều là hiểu lầm, tôi không bạo hành vợ tôi như người tố cáo nói. Đây đều là hiểu lầm. Giả Mậu lâm cũng là cá nhân tin biết nhìn người xuống để thức ăn biết mình nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hắn biết Trương Tử Phong là một nhà quản lý công ty giải trí tổng giám đốc, giá trị con người hơn trăm triệu, hắn sợ mình hôm nay nếu nói sai lo lắng trương tử hội trả thù hắn liền cười ha hả nói trương tổng rất tốt năm ngoái còn cho tiểu khu chúng ta làm công ích lắp đặt chuyển phát nhanh tủ giải quyết các nghiệp chủ lấy chuyển phát nhanh phiền toái còn có hai vợ chồng bọn họ tình cảm đặc biệt tốt mọi người thường xuyên nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau ở tiểu khu vui chơi mang theo đứa nhỏ chơi đùa còn có trương tổng giả mậu lâm nói một tràng khen ngợi trương tử phong cảnh sát đăng ký Tiểu Lâm đi ra ngoài cửa ghé sát vào tai Ngô Hướng Huy thấp giọng nói. Hỏi vạn phu nhân chính là không nói lời nào. Trong phòng chỉ có ba người không có những người khác. Ngô Hướng Huy gật đầu nói với các cảnh sát khác. Để tôi và Tiểu Lâm xử lý vụ án này, mấy người về cục xử lý vụ án lớn trước. Vâng. Hàng xóm vây xem nhường đường, những cảnh sát còn lại đi thang máy ngô hướng huy gọi trương tử phong và vạn lộ lộ ra ký tên đóng dấu tay kết án vạn lộ lộ vừa rồi còn bị ngưu cúc phương cảnh cáo nghĩ thầm hôm nay mình bỏ lỡ cơ hội tốt sau này mình không có ngày lạnh liền âm trầm đứng dậy chịu đựng đau đớn trên người đi tới cửa thẩm kiêu ân trong góc thu hồi điện thoại di động sau khi nhìn thấy vạn lộ lộ đi ra vội vàng nhe răng thừa dịp người ta không chú ý trốn ra phía sau đám người trương tử phong bên ngoài đám người đang cùng tiểu lâm đi qua quá trình Lúc anh ta vừa cầm bút ký tên thì nghe thấy Thẩm Kiều Ân tò mò chất vấn. Tử Phong, trong nhà xảy ra chuyện gì? Còn kinh động đến cảnh sát. Sau lưng Trương Tử Phong chợt lạnh, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Kiều Ân, trong lòng rung lên, cười giả vờ giải thích. Chị, là hiểu lầm. Dưới lầu chê nhà chúng ta đánh chuột động tỉnh quá lớn bị khiếu nại. Thẩm Kiều Ân cau mày nghi hoặc khó hiểu nhà này ta dùng tiền mua thời điểm trang hoàng công ty để cho ta làm một hạng nhất diệt chuột phòng lan nghiệp vụ A người ta cam đoan trong vòng 20 năm không có chuột dáng, ta tốn 10 vạn khối tiền đâu. Trương Tử Phong bỏ bút xuống cười an ủi. Tỷ, thỉnh thoảng có một hai con mà thôi, không có gì đáng ngại. Sao có thể được? Vạn nhất gặm hỏng chủ quản đạo tu sửa rất phiền toái nha nàng nhân cơ hội đi tới trước mặt lộ lộ kéo một cánh tay đối phương ra khỏi đám người nghiêm mặt lớn tiếng nói. Tử Phong, mặc dù chị không phải chị ruột của em, nhưng dù sao chị cũng dùng tiền tiết kiệm của mẹ ruột để mua cho các em. Chị không thể tiêu tiền oan uổng. Lộ lộ, em mau gọi điện thoại cho ức phong trang. Chị không thể lãng phí 10 vạn của chị. Ngư Cúc Phương chen không qua được, trầm mặt vội la lên. Kiêu kiêu, đừng gọi điện thoại không phải là 10 vạn sao. Lộ lộ sắc mặt em sao lại không đúng. Trương Tử Phong sợ bị vạch trần chân tướng bạo lực gia đình ngay tại chỗ, vội vàng đi về phía vạn lộ lộ. Thẩm Kiều Ân nâng cánh tay nắm chặt lộ lộ lên, sáng tay áo của nàng lên, vừa nhìn phía trên tất cả đều là vết thương dày đặc, trong nháy mắt sắc mặt nàng biến đổi, đem túi da nhét vào trên tay lộ lộ, tức giận ngút trời vung túi cùng ly nước trên tay đánh về phía Trương Tử Phong lão nương trương tử phong đạp ngựa của ngươi đánh chết tên cặn bã bạo lực nhà ngươi, báo cảnh sát, mang lộ lộ đi xét nghiệm vết thương. Chương 6 Thẩm dôn quan vinh leo lên hót sức đệ nhất. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trương tử phong, Ngưu cúc phương, lộ lộ nếu là nghiệm thương nghiệm ra cái gì tật xấu ta cho hai người các ngươi cùng lên ngồi tù mặt. Các ngươi cái này đối lan tâm cẩu phế súc sinh ra vẻ đạo mạo mẹ con, các ngươi không xứng làm người, lão nương muốn cáo các ngươi tán gia bại sản. Tạp tạp tạp. Hàng xóm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cầm điện thoại di động không ngừng chụp. Trương Tử Phong từ đầu đến chân bị đầu hũ thúi nước đậu rưới lên người, vô cùng chật vật, đầu của hắn cũng bị cốc nước của Thẩm Kiều Ân đánh ong ong rung động, chính mình cũng sợ hãi liên tục lui về phía sau vài bước, hắn vẻ mặt thống khổ ông cái trán đau nhất, vung tay. Mọi người đừng quay nữa, cổ quản lý mau gọi bảo vệ đến phí bảo vệ hàng năm tôi đóng chẳng lẽ nộp không rồi sao tiểu vương cậu đi gọi người đến đây một chuyến tôi đau răng rồi giả mậu lâm trừng mắt một cái nghe được trương tử phong bảo mình vội vàng trốn đến phía sau người mình nói với người gọi là tiểu vương hiện tại hắn cảm thấy mặt của mình rất đau lấy tay bụng má hừ hừ nói dối mình đau răng tái phát để tiểu vương thay hắn đi lây người ngư cúc phương gấp đến độ chen vào bên cạnh nhi tử chỉ vào vạn lộ lộ chửi ầm lên là cô ấy không biết xấu hổ không tuân thủ nữ đạo là cô ấy ở bên ngoài có người con trai tôi đánh cô ấy là cô ấy ngoại tình trong hôn nhân cô ấy đáng bị đánh sống đáng đời à ở đây đại gia bác gái chú gì các ngươi đều chính tai nghe được trương tử phong mẹ ruột thừa nhận chính mình con trai ruột trương tử phong bạo hành gia đình vạn lộ lộ người ngoài không biết chuyện gì xảy ra trong nhà các ngươi sao tôi là người trả giá biết rõ ràng không chỉ vạn lộ lộ muốn lên tòa án khởi tố Trương Tử Phong, tôi cũng muốn khởi tố hắn cùng con mẹ nó hợp tác tống tiền tiền nhà tôi. Nói xong thẩm kiều ân ba bước cũng làm hai bước đi lên phía trước dơ ly nước lên không khách khí đánh về phía ngưu cúc phương. Ngưu Cúc Phương bị đau đen mặt liếc mắt nhìn Thẩm Kiều Ân như không nhận ra cô, trong lòng nghi hoặc nói thầm. Hôm nay Thẩm Kiều Ân đã xảy ra chuyện gì? Cô chưa bao giờ chủ động đến nhà tử phong tối hôm qua tôi đã tịch thu điện thoại di động của lộ lộ rồi lại tắt máy. Thẩm Kiều Ân cũng không có gọi điện thoại cho tôi. Ngưu Cúc Phương nghĩ không ra còn vừa nghe Thẩm Kiều Ân nói với mọi người hai mẹ con các nàng lừa tiền của nàng, nàng mặc kệ liền không biết xấu hổ phản bác. Chúng ta không có khả năng lừa người cũng không lừa tiền. Chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật. Kiều Kiều, ta là mẹ ngươi, ta đối với ngươi móc tim móc phổi hảo, tân tân khổ sở đem ngươi nuôi lớn, mẹ đối với ngươi so với thân sinh còn tốt. Mẹ làm sao có thể lừa tiền của ngươi? Ngươi đừng oan uổng mẹ a. À? Ngư Ngưu Cúc Phương từ hôm nay trở đi ngươi cũng không phải là ta kế mẫu, ngươi trợ trụ vi ngược, nhìn con trai ngươi gia bạo vợ ngươi, ngươi làm trưởng bối không can ngăn chỉ sợ ngươi còn tham dự đi. Ngươi nhìn xem bộ dáng không biết xấu hổ của ngươi. Tôi không nói những thứ khác, chỉ nói anh gạt tôi lấy tiền ra mua tinh trùng cho con trai anh, tôi cho anh 500 ngàn, như vậy tiền còn lại đâu? Anh vẫn chưa trả tôi. Có phải đánh bạc với con trai anh rồi không? Không cần phải nói, nhất định là như vậy. Kiều Kiều, em không biết tiền căng hậu quả, nhất định là vạn lộ lộ châm ngòi ly gián giữa hai mẹ con chúng ta không có chuyện này. Ngưu Cúc Phương, ngươi là sợ ta cái này kim trư sau khi chạy không có tiền cho ngươi nhi tử bày đặt, hiện tại nóng nảy đúng không? Ngưu Cúc Phương vẫn chưa từ bỏ ý định cứu vãn thẩm Kiều Ân, còn tức giận chỉ vào vạn lộ lộ nói dối. Kiêu kiêu, chính là vạn lộ lộ không tuân thủ phụ đạo. Mẹ thừa nhận năm đó con bỏ tiền ra cho tử phong xem khoa năm. Là vạn lộ lộ cô ấy không đi làm phẫu thuật, người đàn ông cô ấy tìm ở bên ngoài không thương lượng với chúng ta. Thẩm kiêu ân nghe ngưu Cúc Phương nói xong lắc đầu giận dữ quát. Nói bậy, nói hưu nói vượng. Ngưu Cúc Phương ngươi nói ai không giữ nữ đạo a? À? Vạn lộ lộ là dạng người gì ta từ nhỏ đến lớn dùng đầu ngón chân ngẫm lại ta đều biết. Phi lão già kia há mồm liền nói bảy tám đạo, ngươi già không chết mới không giữ nữ đạo đây. Lần đó Trương Tử Phong bị chém một đao hạ thân không chết, bác sĩ nói con trai ông về sau không thể nhân đạo, chính các ông liền đề nghị muốn mua tinh sinh tử. Ngưu Cúc Phương chuyện ngươi đạp ngựa làm các ngươi đều không thừa nhận đúng không? tôi đã bỏ ra nửa triệu. Hai mẹ con các ngươi hảo tâm cơ A à thật sự là không biết xấu hổ, lấy tiền không làm việc còn nói xấu vạn lộ lộ trộm người. Lộ lộ mua tin thì sao? Nếu cô ta phạm pháp, có pháp luật quốc gia trừng phạt cô ta cũng không tới phiên hai mẹ con các người hợp tác đánh cô ta. Lộ lộ nghe lời tôi, kiện trương tử phong đánh đập cô, tôi cùng cô đến tòa án kiện ly hôn. Thẩm Kiều Ân nói xong lại tiếp tục đánh mẹ con trương gia ngay cả ly nước cũng vỡ nát. Sợ tới mức hàng xóm vây xem sợ gây ra tai nạn chết người, có người ngăn cản Thẩm Kiều Ân khuyên bảo đừng đồng thủ đánh người cậu sẽ chịu thiệt. Có người vội vàng gọi 110, có người gọi 120. Đầu Trương Tử Phong bị đánh ra từng cái sưng phù, một con mắt bị đánh sưng lên. Thẩm Kiều Ân mới dừng tay đi tới trước mặt cảnh sát nói: "Chú cảnh sát, hôm nay là cháu đánh nó, cháu phụ trách tiền chữa bệnh của nó." đánh tàn phế là tốt nhất, đỡ cho nó đi gây họa cho lộ lộ. Ngô Hướng Huy cùng cảnh sát trẻ tuổi kia thật sự lúc ấy cũng không kịp phản ứng, hai người chỉ ngay người vài giây mới phục hồi tinh thần thấy có người giống như phóng viên tới, hai người bọn họ nhanh chóng xuất cảnh lần thứ hai ngăn cản hiện trường lộn xộn. Những người hàng xóm vây xem hiện trường vẫn tiếp tục gọi 110 và 120. Đừng báo cảnh sát, chúng tôi là cảnh sát, chính là tới xử lý vụ án hôm nay cảnh sát già Ngô Hướng Huy và cảnh sát trẻ Tiểu Lâm vội vàng ngăn cản người ở hiện trường gọi 110 nhưng không ngăn cản người khác gọi 120. Ai nha, đúng đúng đúng, có cảnh sát còn báo cảnh sát cái gì? Mau bắt người đi. Tên này không phải đàn ông đánh vợ. Bắt lấy, bắt lấy. Người ở hiện trường mới kịp phản ứng, hiện trường đã có sẵn cảnh sát đang tới hòa giải người vây xem bọn họ là bị mẹ con trương gia bị đánh cùng hiện trường một mảnh hỗn loạn làm cho đầu óc choáng váng lúc này một đám chó săn mang theo máy quay phim ra khỏi cửa thang máy liền nhìn thấy một màn đặc sắc này nhao nhao bắt đầu quay có người tìm vị trí có lợi bắt đầu phát sóng trực tiếp dùng giọng phát thanh nói Bản phát sóng trực tiếp Giang EEJS phóng viên giải trí tin tức mắt hiện tại cho mọi người trực tiếp chính là bạo lực gia đình không lần cùng vô số lần chuyên đề biện luận thông đạo mời mọi người ở trên màn hình công cộng đánh lên cái nhìn của các ngươi, hôm nay bạo lực gia đình hiện trường thập phần đồ sộ mời xem hiện trường hình ảnh. Tạp tạp tạp. Ánh đèn flash của một đám chó săn điên cuồng chụp không ngừng. Có paparazzi nhận ra Trương Tử Phong hô to một tiếng đây không phải là ông chủ trương tử phong của công ty giải trí quản lý tử phong sao tôi biết anh ta tôi chụp ảnh anh ta đã mấy năm rồi mẹ ơi quả thật là anh ta người bạo lực gia đình là ông chủ trương tử phong của công ty giải trí tử phong mẹ ơi vợ trương tử phong bạo hành là thật nhanh lên phát tán tin tức nhanh lên giành vị trí thứ nhất em biết chị này là chị kế của trương tử phong chị thật dũng cảm em muốn cho chị mấy chục tiêu đề đám chó săn nhau nhau lấy điện thoại di động ra bắt đầu biên tập, bắt đầu công bố nội dung bạo lực gia đình, lập tức công bố hơn 200 tin tức đồng thời tiến hành công bố một ít tin tức thẩm kiều ân vì chính nghĩa mà hành hung trương tử phong. Những tay săn ảnh không biết chuyện khác từ trong miệng quần chúng vây xem biết được tên và quan hệ của bốn người hôm nay tổng giám đốc giải trí tử phong trương tử phong bạo hành vợ trương tử phong hợp tác mẹ ngưu cúc phương gia bạo con dâu trương tử phong không thể nhân đạo vợ dùng tiền mua tin bị bạo hành gia đình buồn cười chính là tiền là của chị kế trương tử phong mua tin xảo nữ lão bà sinh con không thừa nhận hài tử là của hắn nào đó giải trí đại lão trương mổ báo cảnh sát nói lão bà không giữ nữ đạo ngoan ngoãn đám chó săn này nắm bắt được lưu lượng lần này một hơi gửi hơn mấy trăm tin tức về bạo lực gia đình của trương tử phong lần này những đề tài này lập tức trở thành đề tài nóng hổi, lượng tin tức từ từ tăng lên, cũng đồng thời chiếm cứ top 50 bản xếp hạng đỏ, còn có hơn 10 đề tài liên quan đến Thẩm Kiều Ân hành hung Trương Tử Phong, trong đó có một đề tài khiến Thẩm Kiều Ân vinh quang leo lên vị trí thứ nhất bản xếp hạng tìm kiếm nóng. Là đề tài này chiếm vị trí đầu bản chỉ kế Thẩm Kiều Ân hành hung em kế Trương Tử Phong người đàn ông bạo lực gia đình mượn vay nặng lãi tổn thương thân thể không thể sinh con quái bà xã mượn bùng thẩm kiều ân không quản được hình tượng của mình là cái gì hiện tại tự như một người đàn bà chửi đổng cầm lấy chổi góc tường vẻ mặt phẫn nộ tiếp tục đánh mẹ con trương gia mắng hảo oa đạp mã ngưu cúc phương con trai ngươi trương tử phong có phải hay không ở bên ngoài đánh bạc thiếu nợ nặng lãi bị đánh tàn phế không thể nhân đạo cần động phẫu thuật lần đó được hai mẹ con các ngươi quả thật là lần đó hợp tác lừa gạt ta hơn một triệu. Bây giờ còn nói xấu lộ lộ không giữ nữ đạo. Ta phi, trương tử phong một mông nợ đều là ta trả. Lộ lộ thật lòng yêu anh, không ly hôn với anh coi như nhân từ rồi. Ngưu Cúc Phương bị đánh đau oa oa kêu, Trương Tử Phong bị thẩm kiều ân một cước đá ngã trên mặt đất không dậy nổi. Sợ tới mức lan đến trên người mình, người bốn phía nhau nhau tản ra trốn đến thật xa đều chỉ trỏ nghị luận. Vạn lộ lộ thấy thẩm kiều ân liều mạng ra mặt vì mình còn đang đánh hai mẹ con trương gia thừa dịp cảnh sát và truyền thông đều ở hiện trường. Cô cố lấy dũng khí khóc nói với cảnh sát Ngô Hướng Huy. Cảnh sát Ngô, tôi muốn báo cảnh sát, báo trương tử phong chồng tôi động thủ đánh tôi, còn có mẹ nó là đồng lõa cũng động thủ đánh tôi. Từ khi tôi sinh con trai hai năm nay, trương tử phong vẫn bạo hành gia đình tôi. Tôi không nói dối, Tôi đều có hồ sơ bệnh án của bệnh viện và những bức ảnh về chấn thương mà tôi tự chụp. Tất cả dừng tay, các ngươi không thiếu một người theo chúng ta về cục một chuyến. Tiểu Lâm mau gọi Tiếu Bạch bọn họ lên. Thẩm Kiều ân sợ hai mẹ con chạy lập tức chặn ở cửa nhà còn đóng cửa lại, sau đó hai tay chống nạnh thở dốc. Ngưu Cúc Phương Nâng Nhi tử dậy, hai tay ngăn một loạt paparazzi ngăn cản nói. Các ngươi đừng chụp đừng chụp. Sự thật không phải như vậy. Còn tôi oan uổng. Có mấy nữ hàng xóm bình thường cùng Vạn Lộ Lộ chơi tốt vây thành một vòng kiểm tra vết thương trên dưới toàn thân Vạn Lộ Lộ, trong đó Lý Đại tỷ biết ngô hướng huy lớn tiếng hô. Cảnh sát ngô, trên cánh tay, trên lưng, trên đùi tiểu Vạn đều là vết thương. Bạo lực gia đình không thể nghi ngờ. Mau đưa đi y tế. Chị Lý, giúp tôi đưa tiểu Vạn đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Có thể. Chúng ta cùng đi báo liên đoàn phụ nữ. Thẩm Kiều Ân đi lên phía trước đưa tay cho Trương Tử Phong một bạc tai trách móc. Trương Tử Phong nhà ngươi bạo vạn lộ lộ chứng cứ xác thực, ngươi còn muốn chống chế không được. Ngươi xứng làm nam nhân sao? Ta mang lộ lộ đi bệnh viện niềm thương, ngươi liền chờ tòa án trác hầu tòa đi. Chương 7 Tính toán như thế rõ ràng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio một đám cảnh sát rời đi lại trở về nhanh chóng duy trì trật tự hiện trường lão cảnh sát ngô hướng huy đem một đám chó săn lấy lý do cản trở công vụ mời rời khỏi hiện trường đám chó săn cũng thức thời hôm nay thu hoạch rất nhiều đều phải vội và trở về viết bản thảo cùng làm chuyên mục chủ đề mỗi người ngoan ngoãn nghe lời thu thập bản thân ăn cơm toàn bộ đi thang máy xuống giả mậu lâm mang theo người cũng đi vừa về tới văn phòng hắn phân phó tiểu vương nhanh chóng mang theo một đội bảo vệ toàn bộ đến trong tiểu khu phối hợp với cảnh sát công tác cũng tăng cường tuần tra làm tốt công tác bảo đảm. Cảnh sát tiểu lâm đăng ký vội vàng thu thập tư liệu có giá trị với quần chúng vây xem. Ngô Hướng Huy lại sắp xếp nhiệm vụ để lại hai cảnh sát trong coi nhà Trương Tử Phong, không cho Paparazzi tới cửa lần nữa để lấy điếm và đưa tin hắn lại giữ lại hai cảnh sát canh giữ ở cửa thang máy lầu một còn gọi hai cảnh sát canh giữ ở cửa tiểu khu hoa hảo canh giữ không cần người lạ ra vào, lại phân biệt để cho hai cảnh sát áp giải trương tử phong cùng ngư cúc phương hai người. Mặt khác để cho hai cảnh sát thời khắc nào cũng đi theo vạn lộ lộ cùng Lý Đại Tỷ đến bệnh viện nghiệm thương. Ngưu Cúc Phương ở một bên bị bắt không thể động đậy, trên mặt lộ ra hung quang nhìn chầm chầm thẩm kiều ân cùng vạn lộ lộ bên này còn không có tố chất hướng trên mặt đất quán một ngụm đơm. Trong đám hàng xóm vây xem có người là lâu trưởng tầng này chủ yếu phụ trách quản lý vệ sinh, nàng lấy phiếu phạt từ trong túi ra, sẽ xuống nhét vào trong ngực ngư cúc phương còn nghiêm khắc nói. Trương tử phong mụ mụ, ta là tầng này vệ sinh quản lý viên, ngươi tùy tiện nhổ đầm phạt tiền 5.000 nguyên, tiền liền từ con trai ngươi quản lý tài sản phí bên trong khấu trừ đây là ngươi phiếu phạt xin cất kỹ. Ngư cúc phương tức giận đưa tay chỉ vào ấp úng nửa ngày. Ngươi 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 ngươi. Thẩm Kiều Ân đi tới bên cạnh vạn lộ lộ cầm tay nàng ôn nhu an ủi. Lộ lộ, em đừng sợ. Em còn có anh mà. Anh nhất định sẽ không để em phải chịu tội vô ích. Anh sẽ khiến hai mẹ con trương gia phải trả một cái giá nhất định. Vạn lộ lộ đeo túi da lên cổ tay phải thẩm kiều ân, cảm động vừa gật đầu vừa khóc nói. Tôi đã sớm nghĩ rõ ràng, tôi muốn cùng tên cặn bã kia hôm nay sẽ ly hôn hắn hôm nay không đi cục dân chính tôi sẽ đi tòa án kiện chết hắn ô ô kiều kiều, cảm ơn anh, nếu không hôm nay anh tới nhà tôi chỉ sợ tôi sẽ bị hai mẹ con bọn họ tươi sống đánh chết ô ô người không biết trương tử phong dùng cây lau nhà đánh sau lưng ta. Mẹ nó dùng ghế gỗ đập vào bụng tôi và hai chân tôi hu hu ta phản kháng qua vài cái đáng tiếc ta đánh không lại hai người bọn họ, ta lập tức đã bị hai người bọn họ đánh quỳ rạp trên mặt đất, lúc ấy hai mắt ta nổi sao vàng nhớ tới cũng không dậy nổi. Dô dô, anh biết không? Ta nghe được cảnh sát tới ta mới biết mình được cứu rồi ô ô Sau khi nói xong vạn lộ lộ ghé vào trên vai thẩm kiều ân khóc trống lên Quần chúng vây xem ở trên hành lang đều nghe được vạn lộ lộ vừa mới khóc lóc kể lễ nhau nhau đồng tình hướng ngưu Cúc Phương cùng Trương Tử Phong hai mẹ con này chỉ rõ Ngưu Cúc Phương còn hướng lên trời hừ một tiếng không có mở miệng phản bác một câu Trương Tử Phong bên cạnh vẻ mặt khó xử không dám nhìn về phía bên này lão cảnh sát ngô hướng huy hỏi trương tử phong kia cậu có muốn đi bệnh viện cùng xem vết thương không trương tử phong quật cường trả lời không cần không chết được tôi muốn tìm luật sư của tôi tới được anh có thể gọi luật sư của anh lão cảnh sát ngô hướng huy lại đi tới bên cạnh vạn lộ lộ hỏi vạn lộ lộ cô thì sao cô có luật sư không sau khi bị hỏi vạn lộ lộ ý thức được trên người không có một phân tiền cũng không có điện thoại di động, nàng ngẩng đầu, lau nước mắt, mở miệng nói. Điện thoại di động của tôi bị ngưu cúc phương tịch thu, tôi muốn gọi điện thoại cho một bạn học làm luật sư. Lão cảnh sát ngô hướng huy nhướng mày quay đầu không khách khí hỏi ngưu cúc phương. Ngưu cúc phương, cô không thể tự mình chiếm hữu tài sản của người khác, cô mau trả di động cho vạn lộ lộ. Hừ, cái điện thoại này là con trai tôi mua cho cô ấy đấy. Ngưu Cúc Phương thò vào túi quần lấy điện thoại di động ra không tình không nguyện biểu môi nói. Thẩm Kiều Ân liếc mắt nhìn Ngưu Cúc Phương, tự mình đi tới rút điện thoại, không khách khí trào phúng nói. Ai u ta đi, nhìn ngươi Ngưu Cúc Phương ngươi a không phải nhị loại không biết xấu hổ là thật sự không biết xấu hổ nha. Từ 16 năm trước ngươi kéo lê hai cái con ghẻ gã cho cha ta sau đó một nhà ba người các ngươi tiêu tiền đều là thẩm gia chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Tiêu thật đúng là yên tâm thoải mái cô dùng tay cầm điện thoại chỉ vào ngưu cúc phương lắc đầu chật lưỡi nói tiếp chật chật ngươi từ đầu đến chân có cái gì không phải dùng tiền họ thẩm mua ngươi cảm thấy mình có năng lực cao hơn người khác một bậc ngưu cúc phương ngươi rất có bản lĩnh a à không hổ là tô đát kỹ chuyển thế đem ta cùng cha ta dỗ cho ngủ mê tam đạo trong két sắt nhà tôi mẹ ruột tôi để lại tiền tiết kiệm cho anh trọng hết rồi phải không ngưu cúc phương liều mạng lắc đầu phủ nhận anh không trộm, anh không trộm, là ba em bị bệnh bảo anh tới lấy. Thẩm Kiều Ân cười lạnh một tiếng. Cha tôi ở bệnh viện phục hồi, ông nói mỗi ngày phải tốn 58 vạn tính ra cũng phải hơn 20 triệu đi, hôm nay tôi muốn lấy tiền dùng thì trong két sắt trống rỗng đến một cộng lông cũng không có. Trang sức của ba mẹ em, đồ sưu tầm quý giá, tất cả đều biến mất, ngay cả quần áo thương hiệu em chưa từng mặc cũng biến mất, anh nói xem là chuyện gì xảy ra? tiền nhà tôi mọc cánh bay rồi. Mà tôi ở nhà cũng ít, gần đây bệnh tình của ba tôi nghiêm trọng, tôi mới ở nhà nhiều lần. Ngưu Cúc Phương Á Khẩu không trả lời được, nàng thật sự lén trọng 200 vạn trong két sắt còn có lấy 10 viên kim cương đi cầm đồ, mà số tiền này cho nàng toàn bộ thua sạch chuyện này nàng cũng không dám cùng các con trai con gái của mình nói qua, nàng cũng không dám nói sợ bị truyền ra thanh danh của mình không còn. Cô cho rằng Thẩm Kiều Ân sẽ không mở két sắt đi kiểm kê mình mới lớn gan trọng độ bên trong đi đánh bạc mà thậm chí Kiệt cũng không biết. Hắn đã nói qua cũng không biết bên trong có vật gì có bao nhiêu số lượng. Bởi vì thậm chí Kiệt cũng biết mật mã, anh nói cho cô biết cái két sắt này Thẩm Kiều Ân chưa bao giờ kiểm kê, cho nên cô không sợ bị Thẩm chí Kiệt biết. Thời gian trước nghiện đánh bạc của cô lại nổi lên liền trọng lấy chút tiền ra đánh bạc mấy ván thua toàn bộ. Hiện tại Thẩm Kiều Ân nói cho cô biết đồ trong két sắt toàn bộ không thấy, còn có quần áo trong phòng thay đồ cũng không thấy, cô cũng không lấy ra bao nhiêu, sao lại trống không chứ? Ngưu Cúc Phương không dám nói lung tung, biết rõ thời điểm mấu chốt của mình không thể thừa nhận mình trộm hơn nữa đem tổn thất toàn bộ đè lên đầu ba Thẩm Kiều Ân, dù sao mình cắn chết cũng không thừa nhận, cứ làm như vậy, sau khi nghĩ xong đối sách vẫn mạnh miệng giải thích. Anh thật sự không trộm, đó là nhà anh, tại sao anh phải trộm? ba em bảo anh lấy tiền ra là đóng tiền thuốc men thẩm kiều ân xoay người trở về bên cạnh vạn lộ lộ sau đó hung tợn nói vạn lộ lộ tiêu tiền của nhà ta là thiên kinh địa nghĩa nạn là con gái nuôi của mẹ ta chị nuôi của ta các ngươi hiện tại đã tính toán rõ ràng với chúng ta như vậy được rồi tôi nhắc nhở ngưu cúc phương cô trước cô cầm tiền thẩm gia tôi mở công ty cho con trai cô chuẩn bị cho con gái cô vào làng giải trí lại mang tiền vào đoàn quay phim mua căn nhà này cho con trai ông, kết hôn lại giúp nó trả nợ nặng lãi, lại dán của hồi môn cho con gái ông, trương tử ngọc và các hàng trợ cấp cho con rể ông, vân vân, tính toán xem tất cả những gì hai người có đều là thẩm gia tôi cho. Thẩm kiều ân ta có quyền lợi bây giờ muốn thu hồi toàn bộ, hai người các ngươi nếu có cốt khí nói cho ta cởi sạch quần áo đi ra cái cửa này. Trương Tử Phong mới không quan tâm cái gì tiền không tiền vấn đề, những thứ này đều là trải qua con mẹ nó tay, hắn hiện tại lo lắng chính là vừa nghĩ tới thẩm kiều ân muốn cho hai mẹ con bọn họ cởi sạch quần áo đi ra ngoài hắn liền lập tức nổi giận đùng đùng trống lên ngươi thẩm kiều ân mệt ta coi ngươi là chị ruột ngươi bây giờ thật đáng giận có ngươi tính như vậy sao đây đều là thẩm gia các ngươi nguyện ý cho chúng ta cuộc đối thoại giữa thẩm kiều ân và ngưu cúc phương cũng chỉ mới qua một phút mà thôi lão cảnh sát ngô hướng huy ho khang một tiếng mở miệng nói bây giờ không phải là vấn đề hai người thanh toán là chúng tôi muốn đưa nạn nhân bạo lực gia đình vạn lộ lộ đến bệnh viện kiểm tra vết thương cô gọi thẩm kiều ân đúng không cô đưa cô ấy đến bệnh viện trước hay là trực tiếp đến đồn công an của chúng tôi xin lỗi chú cảnh sát cháu vừa mới quá tức giận nhất thời xúc động quên chừng mực cháu đưa lộ lộ đi bệnh viện trước chờ lộ lộ kiểm tra xong báo cáo cháu sẽ bàn bạc với cô ấy sau đó cháu sẽ cùng lộ lộ đi theo hai người về đồn cảnh sát, còn có cháu đánh hai mẹ con trương gia, cháu thừa nhận. Cháu đã sớm nói rồi, cháu sẽ gánh vác tất cả tiền chữa bệnh của hai người bọn họ. Thẩm Kiều Ân biết mình đã cùng mẹ con Ngưu Cúc Phương xé rách mặt, nàng lo lắng chính là vạn lộ lộ bị bạo hành gia đình không biết cảnh sát bên kia sẽ hòa giải như thế nào. Hôm nay Thẩm Kiều Ân đem chuyện trương tử phong bạo hành gia đình náo loạn khắp thành phố. Trước mắt Vạn Lộ Lộ chỉ sợ ở trương gia khó có ngày lành, thậm chí còn uy hiếp đến tính mạng của nàng. Cô vì bảo vệ tính mạng của Vạn Lộ Lộ và đứa bé cũng muốn thuyết phục Vạn Lộ Lộ ly hôn, đã nháo đến nước này, cô và tên cặn bã này có cái gì tốt hơn, dù sao hiện tại Trương Tử Phong biết đứa bé không phải cốt nhục của mình lại càng không muốn thấy và căm tức để lộ lộ nhân cơ hội tốt này lên tòa án khởi tố Trương Tử Phong ly hôn nhanh chóng rời khỏi tra nam sớm một chút cũng thoát khỏi nguy hiểm cùng người cô yêu ở chung một chỗ. Thẩm Kiều Ân nghĩ kỹ còn muốn giúp vạn lộ lộ một tay để cho Trương Tử Phong tịnh thân ra khỏi nhà, hiện tại nàng muốn trưng cầu ý kiến của vạn lộ lộ. Nàng cũng muốn lấy lại tất cả thuộc về mình để cho người một nhà ngưu cúc phương đuổi ra khỏi biệt thự thẩm gia còn muốn cho người một nhà bọn họ một người không ít bị pháp luật trừng phạt thẩm kiều ân biết mình không chế ngự được trương tử phong người này sẽ không chủ động nhả ra ký tên ly hôn hắn còn có thể dây dưa vạn lộ lộ cả đời nàng lập tức nghĩ đến trong mộng trương tử phong giết vạn lộ lộ ngồi tù sau đó phán tử hình trong mộng cũng không có đề cập đứa nhỏ cùng người đàn ông kia rốt cuộc là sống hay chết a à. thẩm kiều ân lại thập phần khẳng định suy đoán biết vạn lộ lộ trước khi chết nhất định là chưa từng tiết lộ với trương tử phong cha ruột của đứa bé là ai thẩm kiều ân đi tới trước mặt lộ lộ an ủi lộ lộ đừng sợ có anh ở đây sau này ai cũng đừng nghĩ khi dễ em nữa anh cùng mấy gì giúp em đi bệnh viện kiểm tra toàn thân trước năm đó đâu vạn lộ lộ cười nói kiều kiều em yên tâm hàng năm anh ấy luôn ở trung tâm giáo dục buổi sáng trong năm anh ấy rất an toàn được chương tám cầm lại thuộc về ngươi hết thảy a bạn đang nghe tại truyện chấm audio đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào khoa cấp cứu của bệnh viện nhân dân quận đồng thau ngoại trừ dì lý còn có một nữ cảnh sát khu quản lý một nữ chủ nhiệm ủy ban nhân dân phái tới còn có một nữ nhân viên tự xưng là chủ nhiệm liên đoàn phụ nữ mang theo vạn lộ lộ cùng đi vào phòng khám chữa bệnh làm kiểm tra toàn thân trương tử phong và ngưu cúc phương hai người vừa vào phòng cấp cứu liền ồn ào cả người đau nhức cũng phải kiểm tra một chút Lão cảnh sát ngô hướng huy đồng ý cho hai người vào một gian phòng khác trong phòng khám chữa bệnh để xử lý vết thương. Hai năm cảnh sát đi theo hai mẹ con trương gia một tấc cũng không rời. Thẩm kiều ân hướng mấy a di còn lại nói một tiếng cảm ơn các nàng giúp vạn lộ lộ một phen. Mấy gì kia thấy không có chuyện gì cũng về nhà. Thẩm kiều ân cũng hướng lão cảnh sát ngô hướng huy nói một tiếng cảm ơn. Lúc này điện thoại thẩm kiều ân vang lên, cô lấy ra vừa thấy là điện thoại của một người xa là đột nhiên nghĩ đến là quy tiên sinh cô hướng lão cảnh sát ngô hướng huy nói một tiếng xin lỗi vội vàng đi về phía cuối hành lang vừa đi vừa ấn nút trò chuyện màu xanh lá cây thấp giọng hỏi xin chào xin hỏi ngài là ai đầu dây bên kia vang lên một giọng nam thô kệch truyền vào trong lỗ tai mình tôi là quy tiên sinh thẩm tiểu thư cô ở trên tờ rơi sự kiện viết mấy chuyện tôi có thể giúp cô làm được nhưng cái giá này có chút cao Thẩm Kiều Ân đi tới bên cửa sổ, sau lưng tựa vào góc tường, cúi đầu cười trả lời. Tôi rất có thành ý nhờ Quy tiên sinh giúp tôi tìm ra chân tướng. Tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, Quy tiên sinh, tôi có thể lấy ra 35% cổ phần của công ty Ân Gia thuộc về cá nhân tôi, còn có một tòa biệt thự độc nhất vô nhị 500m vuông 3 tầng ở khu thanh đồng thành phố kinh thành, giá bán ít nhất cũng trên 15 triệu, sau này còn có thể tiếp tục tăng giá trị. Đừng nóng vội, tôi còn có một công ty giải trí quản lý tử phong, mặt khác còn có một căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách ở khu hoa hảo khu đồng thau, thế còn tất cả thì sao? giá cả có hài lòng không? quy tiên sinh ở đầu dây bên kia cười ha ha nói ha 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 ân gia chính là công ty của ân gia thụ người đầu tiên chiếm được mảnh đất khu đông thẩm kiều ân chuyển đầu nghe ra một tia mũi nhọn có hy vọng đối phương cảm thấy hứng thú với mảnh đất kia dù sao cô cũng không muốn giúp cây trang gia, không bằng chấp tay tặng cho người khác đi." Nàng bình tĩnh mở miệng cười đáp. "Không nghĩ tới Quy Tiên Sinh đối với mảnh đất kia thập phần cảm thấy hứng thú, tôi biết Vương tổng của mảnh đất kia, giữa hắn và tôi có chút giao tình, tôi dám cam đoan bất luận kẻ nào cũng không chiếm được mảnh đất kia, chỉ có tôi mới có thể có được." Lúc trước khối đất kia treo giao dịch sau ta cùng Vương tổng chào hỏi bảo hắn đừng dễ dàng bán đi khối đất kia ta hướng hắn đề nghị làm cho hắn không ngừng tăng giá lại tăng giá tổng giá trị cao nhất 500 ức. Tôi nhớ giá thầu bây giờ là 1,6 tỷ, không biết bây giờ là bao nhiêu. Quy tiên sinh, nếu ngài muốn tôi có thể nâng hai tay lên, tôi có thể đại diện công ty ân gia rời khỏi. Ta còn có thể giúp ngươi dùng giá thấp nhất hoặc là phương thức lưu phách dễ dàng lấy được khối bảo địa trên tay vương tổng. Quy tiên sinh cười nói. Ngươi thật sự nắm chắc như vậy sao? nếu dám gạt ta, ngươi sẽ chết chắc. Tôi đã dám tìm quy tiên sinh, tôi ngay cả chết cũng không sợ. Thẩm Kiều Ân cũng che miệng cười nói. Quy tiên sinh, ngươi xem sáng nay đặc sắc tiêu đề tin tức sao? Ngươi hẳn là đã sớm biết ta là ai đi. Ta hiện tại không có tâm tình giúp trang gia thụ lấy xuống đông khu vương tổng mạnh đất kia, trang gia thụ muốn dùng một tỷ lấy xuống nó. Ta biết hắn không có một tỷ ta cũng biết hắn muốn được trang thị gia tộc của hắn tán thành. Tôi cũng có thể yêu cầu ông quy trả một tỷ để lấy nó. Giúp tôi điều tra mấy chuyện kia hẳn là đủ cái giá đó đi. Nếu không được, cộng thêm vài bất động sản mà tôi đã nói lúc trước, một công ty và 35% cổ phần. Quy tiên sinh ung dung mở miệng nói. Giao dịch thành công. Khóe miệng thẩm kiều ân nhếch lên mỉm cười nói. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ vậy khi nào chúng ta gặp mặt nói chuyện đất đai? Đầu bên kia quy tiên sinh chậm rãi nói ra. Một giờ chiều nay chúng ta gặp nhau ở Bệnh viện Phục hồi Chức năng Andrick ở Mid, Mung tin của thành phố Kyoto. Tôi sẽ đích thân đến gặp Sen, vô ơ ung của bạn. Câu trả lời bạn yêu cầu sẽ được gửi đến hộp thư riêng ẩn danh của bạn trong 5 giây. Hẹn gặp lại, gặp lại bạn. Đây không phải là bệnh viện của cha tôi sao? Cũng tốt tiết kiệm cho ta đi nhiều một chuyến. Được, không gặp không tan. Đô đô đô. Đối phương cúp điện thoại trước. Thẩm Kiều Ân mở trang web của công ty thám tử ra chỉ thấy bốn chữ to. Giao dịch thành công. Giấy chứng nhận bất động sản của cô, văn kiện cổ phần công ty Ân Gia, chứng từ biên lai mở công ty cho tử phong, còn có giấy hợp đồng mình ký lúc mua nhà cho Trương Tử Phong và hóa đơn ngân hàng thanh toán cô đều có hiện tại đều ở trong không gian của mình thu bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dùng. Thẩm Kiều Ân vội vàng gọi điện thoại liên hệ với một người bạn luật sư đáng tin cậy trong bộ phận pháp vụ của công ty Ân Gia, cô đem chuyện mình muốn cùng hai mẹ con Trương Tử Phong và Ngư Cúc Phương Kiện lên tòa án trước đó bởi vì hậu quả một năm một mười nói cho anh biết cũng nhờ anh giúp cô soạn thảo một phần văn kiện khởi tố. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, cô gửi tất cả chứng cứ mà Quy Tiên sinh ra được cho anh ta. Cô lại nặc danh gửi tin nhắn riêng theo nhóm về hậu trường của bảy tám nữ nghệ sĩ tuyến 18 dưới trướng Trương Tử Phong mấy năm nay vẫn luôn quấy nhiễu tình dục của công ty mình và đưa ra chứng cứ có lợi. Không bao lâu sau cô nhận được tin tức ba bốn nữ nghệ sĩ liên hợp đã báo cảnh sát. Thẩm Kiều Ân đi tới cửa phòng khám bệnh báo cảnh sát Ngô Hướng Huy và cảnh sát Lâm nói ra yêu cầu của mình cũng đưa ra chứng cứ. Mặc kệ thật giả rất nhanh, hai vị cảnh sát ở hiện trường đón cảnh sát ngay tại chỗ cũng ghi lại khẩu cung. Thẩm Kiều Ân đầu tiên chính là báo cảnh sát nói 16 năm trước ba mẹ con trương gia hợp tác hạ độc chết mẹ ruột quan thiều thu của mình, sau đó Ngưu Cúc Phương lừa hôn gã cho cha mình Thẩm Chí Kiệt. Trong thời gian đó, ba mẹ con trương gia hợp tác lừa gạt lòng tin của mình, mua nhà và mở công ty cho con của Ngưu Cúc Phương, cô tố cáo ba người họ phạm tội lừa đảo. Thẩm Kiều Ân còn tố cáo Ngưu Cúc Phương có động cơ giết cha mình, có hộ lý bệnh viện hồi phục có thể làm chứng, còn có cô kiện Trương Tử Ngọc trốn thuế trốn thuế, lại tiếp tục tố Ngưu Cúc Phương ham đánh bạc thành nghiện tự ý trộm tiền mẹ ruột mình để lại cùng trộm vật phẩm quý giá đi cửa hàng cầm đồ bán đi đổi tiền tố cáo Ngưu Cúc Phương trộm cắp còn có tham dự tụ tập đông người đánh bạc kết xu. Thẩm Kiều Ân lấy tất cả chứng cứ về người trương gia mà Quy Tiên sinh ra được từ trong túi sách ra giao cho cảnh sát. Cảnh sát Tiểu Lâm cầm hóa đơn và văn kiện đến phòng photocopy của bệnh viện sao chép mấy bản, sau khi làm xong anh ta đi về trả lại bản gốc cho Thẩm Kiều Ân. Thẩm Kiều Ân lại làm bộ làm tịch đem các bản gốc bỏ vào trong túi thật ra là thu vào trong không gian. Lúc này cửa phòng khám bệnh mở ra, Thẩm Kiều Ân nhanh chóng đi lên phía trước nữ cảnh sát kia cầm một cái bảng đứng ở cửa nhìn sắc mặt cô rất ngưng trọng nói: "bạn cô vạn lộ lộ bị thương trong ngoài đều rất nghiêm trọng, kết quả kiểm tra toàn diện của cô ấy là xương sườn dưới ngực phải có ba chỗ nước, chân trái và chân phải hai đầu gối có vết thương nghiêm trọng, xương sọ đầu gối trái có nước động và vết bầm tím cần phải nhập viện điều trị." thẩm kiều ân cầm báo cáo kiểm tra xem một lần, đau lòng muốn chết, nàng mới biết được lộ lộ bị trương tử phong cùng ngư cúc phương đánh nghiêm trọng như vậy vẻ mặt tức giận nói cảnh sát hôm nay nếu không có ai báo cảnh sát khiếu nại lộ lộ sẽ bị chồng và mẹ chồng cô ta hợp tác đánh đập thậm chí bị đánh chết ngay tại chỗ bọn họ chính là cố ý bạo lực gia đình đã vi phạm tội ác nghe lộ lộ nói hôm nay không phải lần đầu tiên trương tử phong bạo hành gia đình hơn nữa tình cảm vợ chồng bọn họ đã sớm tan vỡ trên tay lộ lộ có chứng cứ bạo hành gia đình nữ cảnh sát gật đầu nói vạn lộ lộ ở bên trong cùng trương tử phong hòa giải không có hiệu quả sau đó chính nàng trực tiếp hướng tòa án nhân dân khởi kiện ly hôn vợ chồng hai người dù sao coi như là lần đầu tiên bạo lực gia đình báo cảnh sát cũng do chúng ta công an cơ quan đưa ra một phần bạo lực gia đình cảnh báo thư vạn lộ lộ bị bạo hành gia đình trong thời gian dài cô cũng thu thập chứng cứ chồng mình bạo hành ảnh chụp vết thương biên lai xét nghiệm điện thoại báo cảnh sát ý của nữ cảnh sát rất rõ ràng cảnh sát hòa giải không có hiệu quả tình cảm vợ chồng hai người tan vỡ tòa án sẽ phán hai người ly hôn sau đó người lạm dụng sẽ bị pháp luật trừng phạt cũng sẽ bồi thường cho nạn nhân một ít bồi thường hai người vừa kết thúc cuộc nói chuyện bạn học luật sư của vạn lộ lộ đã tới là một đại soái ca hắn giới thiệu mình với nữ cảnh sát và thẩm kiều ân một chút cảnh sát xin chào tôi là hạ lạc vĩ là luật sư chuyên kiện hôn nhân của văn phòng luật đường diệu đông được đương sự vạn lộ lộ ủy thác thay cô ấy kiện ly hôn. Hạ Lạc Vĩ quay đầu nhìn Thẩm Kiều Ân lấy điện thoại di động trong túi ra mở tin nhắn cười nói. Xin chào, cô gái này tên Thẩm Kiều Ân đúng không? Cô là bạn thân của người ủy thác tôi, cô ấy bảo tôi cho cô xem lời cô ấy muốn nói. Anh đưa di động tới trước mặt Thẩm Kiều Ân, hất cầm ý bảo Thẩm Kiều Ân xem tin nhắn trên di động của mình. Kiều Kiều, em yên tâm đi, anh quyết định ly hôn với Trương Tử Phong, anh ấy không đồng ý ly hôn, anh đã đệ trình đơn ly hôn lên tòa án. Sau đó có luật sư Hà Tiên Sinh của tôi ở hiện trường giúp tôi kiện lên tòa án, anh có thể an tâm làm việc của anh đi. Đúng rồi, đứa nhỏ do tôi nuôi dưỡng còn có nhà ở trong tiểu khu hoa tốt tôi sẽ không nhận. Mặt khác mật mã nhà tôi đã sửa lại, là sinh nhật của cậu, Kiều Kiều, lấy lại tất cả thuộc về cậu đi. Vạn lộ lộ ta ủng hộ ngươi. Cảm ơn anh, Kiều Kiều tin nhắn hôm nay tôi mới đọc được, tôi cũng hiểu ý của anh. Cảm ơn. Chờ ta xử lý tốt hai chúng ta hảo hảo chiếu cố thúc thúc lại đi thăm A Di. Kiều Kiều, kỳ thật anh không dũng cảm như em, bất quá anh còn có em, anh sẽ không sợ. Người nếu gặp khó khăn người cũng có ta cũng không cần sợ. Anh yêu em mãi mãi. Thẩm Kiều ân dặn dò Hạ Lạc Vĩ. Hạ Tiên Sinh, vụ kiện của lộ lộ xin giao cho anh xin hãy giúp tôi chăm sóc tốt cho cô ấy và đứa bé, xin cảm ơn. Ngươi yên tâm đi, ta cũng là nhận ủy thác của người khác sẽ không để cho mẫu tử các nàng chịu thiệt. Thẩm Kiều Ân biết Hạ Lạc Vĩ đi theo nữ cảnh sát vào phòng khám bệnh, cửa sau cũng đóng lại. Lão cảnh sát Ngô Hướng Huy nói. Anh báo cảnh sát chúng tôi cũng cần điều tra một vụ án mạng. Chương 9 Đại di Nam Sơn đẹp bí mật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chuyện của vạn lộ lộ do luật sư hà xử lý thẩm kiều ân cũng yên tâm đi chăm sóc ba còn có gặp quy tiên sinh cô ngồi xe taxi chạy tới bệnh viện an triết hồi phục ở nửa vùng núi trong phòng bệnh của thẩm chí kiệt sau khi đi tới bên giường đặt túi da xuống thẩm kiều ân cố nén nước mắt quỳ gối trên mặt đất cô muốn ba chuyển viện hoặc là ra nước ngoài trị liệu làm như vậy có thể làm cho ba sống sót hiện tại trong tay mình rất thiếu tiền làm sao mới có thể kiếm được tiền Hai tay nàng cầm lấy tay Ba Ba vừa khóc vừa nói, "Ba Ba, ngươi muốn chính mình tốt lên mau tốt lên, không thể để Ngưu Cúc Phương một nhà ba người tiêu giao khoái hoạt sống trên đời, bọn họ muốn vì chính mình làm chuyện ác trả giá tương ứng đại giới." "Ba, con đã tra ra chân tướng năm đó mẹ chết bất đắc dĩ trúng độc tử còn có Ngưu Cúc Phương hạ mê dược thiết kế mưu đồ cho ba cưới mẹ." "Ba, Ngưu Cúc Phương tà tâm không chết một lòng muốn có được gia sản cùng tiền tài nhà ta, nàng đánh bạc thành nghiện, đem trăm tỷ kim cương mẹ ta lưu lại lén trộm cho làm tiền đánh bạc một nhà ba người bọn họ thay đổi phương pháp vét sạch di sản mẹ tôi để lại cho tôi bọn họ không chiếm được sẽ để cho tôi chết ba may mắn là mẹ báo mộng cho con biết một phần chân tướng nếu không hôm nay con gái chỉ sợ không nhìn thấy ba hu 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 ba hôm nay con đã báo cảnh sát rồi chờ một nhà ba người ngưu cúc phương đưa ra công lý kiêu kiêu người một nhà ngưu cúc phương bây giờ ở đâu? Đám bạch nhãn lan này có bị trừng phạt không? Một bà nội trợ trung niên mặc váy ống màu xanh đậm, búi tóc mang theo túi sách hàng hiệu từ phía sau rèm cửa sổ đi ra sụ mặt chất vấn. Quan Thiều Uyển Không không không, phải gọi cô là Nam Sơn Uyển mới đúng. Dì cả của tôi, sao cô lại ở trong phòng bệnh của ba tôi? Cô tới làm gì? Thẩm Kiều Ân đứng lên mở to hai mắt, thần tình mơ hồ còn thập phần nghi hoặc hỏi. Cô nhìn cô con gái lớn quan thiệu uyển trước kia bà ngoại thu dưỡng 20 năm, sau đó cha mẹ ruột của cô tìm được cô, liền mang cô đi, sau đó đổi lại họ của mình. Ba mẹ cô một lần nữa đặt cho cô một cái tên mới là Nam Sơn Uyển. Sau khi về đến Nam Gia, cô thường xuyên viết thư cho bà ngoại và mẹ nói nhớ hai người. Sau đó nghe mẹ nói gì cả này ra nước ngoài du học, ngay cả bà ngoại qua đời cũng không trở về, chỉ gọi một cú điện thoại, dì khóc rất lâu, còn nói một ít lời xin lỗi và cầu xin tha thứ. Thẩm Kiều Ân chỉ thấy diện mạo của dì cả này trong album ảnh của mẹ, từ chỗ mẹ mình nghe nói qua tên dì cả và chuyện dì ấy lớn lên cùng mẹ ở nhà bà ngoại. Hiện tại Thẩm Kiều Ân có chút tức giận với dì cả Nam Sơn Uyển này, nhà các cô vẫn coi cô là người một nhà, nhưng Nam Sơn Uyển chưa bao giờ coi các cô là người một nhà. Sau đó cô nghe bà ngoại và mẹ nói tình hình gia đình của dì cả này mình mới biết được gia đình ruột thịt của dì cả này phi thường có tiền có thực lực cũng có quyền lợi là một trong những danh môn vọng tộc nổi danh ở kinh đô. Họ năm nói ra họ này là có thể đi ngang qua kinh thành. Cho nên năm đó dì cả này ở hai nhà so sánh liền biết vẫn là cùng ba mẹ ruột của mình về nhà, chính bà mới có tiền độ có hy vọng có được tất cả đều là tốt nhất, cũng liền khinh thường một gia đình tôn hùng nhỏ như quan gia. Nam Sơn Nguyễn Thông thả mở miệng giải thích. Kiêu kiêu, anh tới tìm em, ba em không thể tiếp tục ở trong phòng bệnh bình thường này nữa. Anh muốn sắp xếp phòng bệnh của ba em lên vít tầng cao nhất có biện pháp bảo đảm an toàn nhất, phí tổn anh đều giao đủ sẽ chờ em đến ký tên. Thẩm Kiều Ân trong lòng nghi hoặc, vì sao gì cả Nam Sơn Nguyễn giúp cô nâng cấp ba cô từ phòng bệnh bình thường lên phòng bệnh viết. Nam Sơn Nguyễn nhìn thấy Thẩm Kiều Ân, trong lòng vô cùng kích động, cả người run rẩy nàng hiện tại chỉ bất quá bề ngoài đang cố trấn định mà thôi cuối cùng cũng gặp vô vô không ai muốn gặp thẩm kiều ân hơn cô cho dù cô đã không còn là cô nữa cô ấy cũng sẽ đến cô ấy kia lúc này thẩm kiều ân đang đứng trước mặt dạ tư dạ nghẹn ngào nuốt nước miếng không biết cô mở miệng như thế nào nam sơn uyển từ trong giọng nói của thẩm kiều ân có thể nghe ra một tia trách tội mình cô biết cái gì cũng biết lựa chọn ban đầu của mình là sai lầm. Chính mình trở lại nhà cha mẹ ruột mới biết được trong nhà có hai ca ca, một tỷ tỷ, một đệ đệ còn có một mùi mùi, chính mình là bị tiểu thúc ông đi sau đó nhiều lần qua tay mới bán cho người mua. Mình ở nhà cha mẹ nuôi đầu tiên mới ba năm, mẹ nuôi sinh con gái, cha mẹ nuôi liền đưa cô đến viện phúc lợi. Cha mẹ nuôi thứ hai nhận nuôi mình trở về, qua một năm liền đưa mình trở về, nói là bồi dưỡng không ra tình cảm, nói mình lớn tuổi, Biết mình không phải thân sinh, có chút kháng cự hai vợ chồng bọn họ, cuối cùng mình lại một lần bị nhận nuôi, cuối cùng lại một lần bị vứt bỏ. Cô không biết mình sống sót như thế nào, lúc mình lang thang ở đầu đường gặp vợ chồng quan gia nhận nuôi mình về nhà mới biết được hai người bọn họ có một đứa con gái thì mình có một đứa em gái nhỏ. Nam Sơn Uyển Chân chính sống ở quan gia hơn 20 năm, ba mẹ quan đối xử với mình như con gái ruột, còn có em gái nhỏ đều đối xử tốt với cô không thể tốt hơn cô không dám nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Quan gia còn cho cô đi học, mình vẫn học đến đại học thậm chí có thể đưa cô ra nước ngoài du học toàn bộ học phí ông đồm, nhưng trong lúc này cha mẹ ruột của cô tìm tới, ba mẹ quan gia bảo cô về nhà mình hay là lựa chọn ở lại đều do chính cô làm chủ. Chính mình biết ba mẹ ruột của mình là chủ tịch tập đoàn Nam Thị ở Kinh Thành, cũng là một trong tám đại gia tộc ở Kinh Thành, ai cũng biết thực lực của Nam Thị chính mình từ bỏ yêu nàng quan gia lựa chọn trở lại cha mẹ ruột bên người như vậy nàng có thể nhận tổ quy tông chính mình cũng trở thành một cái chân chính thiên kim đại tiểu thư cha mẹ ruột cũng không được tiếp xúc với người quan gia còn bảo cô gọi cha mẹ nuôi là cha mẹ quan sau khi mình rời đi dưỡng phụ mẫu cùng tiểu muội là ông cùng một chỗ khóc đưa mắt nhìn mình rời đi quan gia mà mình là ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái vô cùng tuyệt tình rời đi cô trở lại nam gia trong thẻ của cô vẫn không ngừng có liên quan đến việc ba gửi tiền cho cô còn đối với cô không đủ dùng liền nói với ba ba gọi điện thoại cho con không cần tiết kiệm tiền không ăn cơm phải ăn ngon mới có thân thể tốt không cần buông tha lý tưởng của mình phải đi thực hiện mẹ quan mỗi quý đều sẽ gửi quần áo cùng thực phẩm dinh dưỡng cho mình em gái còn cùng mình viết thư bảo trì liên lạc hai người các cô thường xuyên tặng cho nhau một ít quà tặng nhỏ tình cảm còn thân mật giống như khi còn bé sau đó ba mẹ ruột của mình liền thay đổi thành một người khác tịch thu tất cả tiền cùng đồ trang sức đáng giá trên người cô, chị em trong nhà ở trước mặt cô lấy đi quần áo cùng túi giày của cô, cuối cùng cô mặc đều là đồ cũ mà chị em ruột của mình không mặc cho cô mặc. Chính mình biết được bị tìm trở về nguyên nhân trên tay nạn có một cái ngoại tổ mẫu tại nàng sinh ra thời điểm tính qua đoạn mệnh của mình mới cho nàng một cái gia truyền bảo cha mẹ ruột của nàng đều muốn món đồ gia truyền này mình nói dối bọn họ từ nhỏ đã bị đưa tới đưa đi đã sớm mất hoặc là bị bọn buôn người làm mất. Món bảo bối gia truyền kia cô tự tay đưa cho mẹ nuôi quan gia nằm ở trên giường bệnh, mẹ nuôi lại truyền cho em gái quan bảo em gái truyền cho Kiều Kiều. Cuộc sống của cô ở Nam Gia không dễ chịu bị xa lánh lại bị anh chị em ruột của mình khi dễ, cô tốt nghiệp cầm chi phiếu quan gia tự mình ra nước ngoài du học, trong lúc đó tất cả chi phí đều là do em gái quan học ở nước ngoài tự mình đưa đến nhà trọ của mình tự tay đưa cho cô hai người vừa thấy mặt liền ông đầu khóc trống mình lấy được học vị tiến sĩ y học tốt nghiệp em gái quan về nước sớm hơn cô hai năm sau đó mình và quan gia không còn thường xuyên liên lạc nữa sau khi về nước cô được bố mẹ ruột sắp xếp vào bệnh viện nhân dân thành phố kinh làm bác sĩ chính còn có một đội ngũ viện trợ y tế của riêng mình trong thời gian cô du học quan tiểu mùi về nước sớm là lập gia đình ba mẹ quan gia sợ bị người khác nói quan gia trèo lên cành cao của nam gia nói nam gia vì báo ân nam gia sẽ để cho con trai lớn của một trong những người thừa kế cưới quan tiểu mùi sau đó hai nhà liền thân càng thêm thân mình ở nước ngoài cái gì cũng không biết mình cùng một nam đồng môn sư huynh người mỹ gốc hoa kết hôn sau khi kết hôn sinh hạ một đứa con trai một nhà ba người các cô một mực sinh hoạt ở nước ngoài Em gái quan xảy ra tai nạn xe cộ đưa đến bệnh viện vừa vặn mình từ nước ngoài bay về nước có một hội nghị chuyên gia y tế muốn tham gia, ở hiện trường xảy ra tai nạn xe cộ là em gái quan cô cấp cứu. Trước khi chết em gái quan nói cho cô biết chân tướng gây ra tai nạn xe cộ này, thủ phạm trúng độc của cô là Ngưu Cúc Phương, cảnh sát kết án là tông vào đuôi xe liên hoàn tạo thành tai nạn xe cộ, đưa đến bệnh viện không quá 12 giờ em gái quan đã chết tang lễ của quan tiểu mùi cũng lén lút đi từ nghĩa trang trở về sau đó chính mình cũng điều tra qua nàng không có tìm được chứng cớ lúc này chồng và con trai ở nước ngoài cũng xảy ra chuyện chờ sau khi cô bay trở về chồng làm quân y và con trai cảnh sát hình sự quốc tế cùng nhau hy sinh trong một lần chấp hành nhiệm vụ sau khi đưa thi thể chồng và con trai về nước an táng mỗi ngày bà đều đau lòng khổ sở nhảy xuống biển chờ sau khi bà tỉnh lại mình biết mình đã không còn là quan tiểu mùi nam sơn uyển nữa mà là bị linh hồn chiếm cứ thân thể của mình. Đây chính là bí mật của Nam Sơn Nguyễn. Nàng sống lại ngay cả mang theo cũng làm cho quan tiểu mùi sống lại. Kiêu kiêu, anh nói thế nào em mới tin lời anh nói. Dì cả, con không nói với dì, dì đã sắp xếp tốt cho ba con. Dì không làm thất vọng mẹ con và ông bà ngoại con. Con cần dì giúp. Kiều kiều, sau này con chính là con gái của mẹ. Chồng và con trai của mẹ hy sinh trong một lần chấp hành nhiệm vụ. Mẹ không có con, mẹ con cũng giữ con lại, Nam sơn uyển mẹ làm mẹ con. Con nói gì mẹ sẽ nghe lời con? Được, gì cả, cháu thay mẹ cảm ơn gì? Hoan nghênh gì trở về, gì cả? Ừ, đến đây đi, chúng ta để cho y tá đem cha ngươi đưa đến viết phòng bệnh, ta còn mời 24 giờ bảo tiêu bảo hộ cha ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Gì cả? mẹ con bị ngưu cúc phương hại chết. Con muốn báo thù cho mẹ. Gì cả, chính là vì chuyện này mà trở về. Con vẫn luôn điều tra vụ án mẹ gì xảy ra tai nạn xe cộ năm đó. Trong đó liên quan đến quá nhiều chuyện phức tạp, con nói không rõ một câu hai câu chờ gì gặp Tần trinh tường, gì sẽ biết. Đi mau đi. Được. Con biết rồi. Dì à, sau lưng mẹ kế ngưu cúc phương của con có người làm chỗ dựa thân phận người này không đơn giản. Dì cả biết là ai. Con đừng nóng vội, dì cả sẽ giúp con. Chương 10 Thứ một nhất định là thẩm dôn dở trò quỷ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thẩm chí kiệt được sắp xếp vào phòng VIP đặc biệt của bệnh viện An cả ngày có người hầu hạ và bảo vệ anh. Mấu chốt là không có Nam Sơn Nguyễn và Thẩm Kiều Ân trao quyền cho ai cũng không được thăm hỏi hắn, thậm chí ngay cả thê tử đương nhiệm ngưu cúc phương cũng không được, điểm này làm cho thẩm kiều ân thập phần yên tâm. Nàng cũng lập tức đồng ý, mấu chốt hiện tại nàng chỉ có Nam Sơn Nguyễn có thể giúp mình. Phòng khách trong phòng viết, thẩm kiều ân ngồi trên sofa đối với gì cả Nam Sơn Nguyễn có chút khó mở miệng, làm tâm lý xây dựng một hồi vẫn cố lấy dũng khí mở miệng. Dì cả, con muốn thay mặt ba con ly hôn với Ngưu Cúc Phương. Chỉ sợ Ngưu Cúc Phương không chịu ký tên ly hôn. Thẩm Kiều Ân đem chuyện xảy ra ở nhà Trương Tử Phong nói cho Nam Sơn Nguyễn. Nam Sơn Nguyễn thở dài, hiện tại cô không biết mình nói với Thẩm Kiều Ân trước mặt như thế nào về chuyện tôi là mẹ ruột của anh Quang Thiều Thu. Hiện tại cô có hai loại nhân cách, một là nhân cách của bản thân. Nam Sơn Nguyễn, là mình nhớ chồng và con trai thành bệnh lại biết cha mẹ nuôi qua đời, hơn nữa quan tiểu Mùi xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, chính nàng mới cảm thấy sống không thể luyến tiếc lại không làm thất vọng quan gia tại tâm chết tự sát, sau đó lại bị linh hồn quan tiểu mùi chiếm cứ thân thể của chính nàng. Hiện giờ hai người bọn họ cùng một lúc sống lại, chính nàng hiện tại có một nhân cách khác chính là quan thiều thu. Nhân vật mấu chốt trong trí nhớ của hai người đều là kim chủ sau lưng ngưu cúc phương ác độc kia, nàng cùng quan tiểu mùi đạt thành nhận thức chung ban ngày là thân phận Nam Sơn Uyển xuất hiện, buổi tối vừa qua 12 giờ liền lấy thân phận quan thiều thu xuất hiện lúc này nam sơn uyển không muốn thẩm kiều ân biết thế giới này là do khoa học kỹ thuật định đoạt trong cơ thể cô có linh hồn của mẹ ruột thẩm kiều ân cô nói ra cũng không ai tin lời cô nói ngược lại còn có thể làm cho người khác cho rằng nàng nam sơn uyển là cái bệnh thần kinh chính nàng nhìn xuống nước mắt bắt lấy thẩm kiều ân hai tay nắm ở trong lòng bàn tay của mình vui mừng nói không sao gì cả tới giúp con mẹ sẽ bảo luật sư của mẹ viết một bản thỏa thuận ly hôn tất cả đều có mẹ. Con cũng phải chú ý an toàn bản thân, ngàn vạn lần đừng sơ suất. Cả nhà Ngưu Cúc Phương rất tinh thông. Chúng ta nếu muốn bắt được người sau lưng bọn họ, chỉ sợ không dễ dàng. Tôi tìm được thanh tra Tần Trinh Tường hỗ trợ, anh ta hợp tác với cảnh sát, anh ta cũng biết một ít chuyện về chồng trước của Ngưu Cúc Phương, có lẽ chúng ta có thể biết người kia là ai. Tìm ra, đòi lại công đạo cho người bị hại. Được, gì cả, cháu cũng góp một phần sức, chỉ cần có thể làm cho người một nhà ngưu cúc phương ngồi tù, cháu cũng muốn đi gặp tần thám trưởng. Thẩm Kiều Ân nghe hiểu, người kia chỉ sợ là một kẻ khủng bố. Thủ lĩnh của phần tử, nếu không chồng và con trai của dì cả làm sao có thể hy sinh. Dì cả cũng muốn báo thù, cô cũng muốn báo thù. Kiều Kiều, hôm nay anh xếp hạng thứ nhất trong danh sách tìm kiếm nóng của gia đình Ngưu Cúc Phương, bây giờ truyền thông và cảnh sát đều bận tối mày tối mặt hy vọng lần này cả nhà này vào tù nhận được trừng phạt xứng đáng nam sơn uyển nói xong đứng lên đi ra ban công cửa sổ thủy tinh gọi điện thoại thẩm kiều ân cũng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn hỏi anh ta có thể tra ra người đứng sau ngưu cúc phương hay không không đến mấy giây quy tiên sinh gửi tin nhắn trả lời nói hắn cũng đang điều tra người kia hắn chỉ biết danh hiệu kia là quỷ đế quy tiên sinh lại nhắn tin trả lời hắn nói trước tiên giúp nàng đem toàn bộ sự kiện lúc trước làm thỏa đáng chỉ cần đương sự thẩm kiều ân cùng trương tử phong ký tên còn có để ngưu cúc phương ký hiệp nghị ly hôn để nàng buông tha hết thảy tài sản của quan gia sau khi điều tra rõ ràng là có thể phán tội có chút chứng cớ còn chưa đầy đủ thẩm kiều ân nhíu mày lập tức trả lời tôi có thể ký tên trên mạng sang tên bất động sản trên danh nghĩa của tôi tất cả bản gốc và hợp đồng tôi đều có đầy đủ thủ tục có thể sang tên bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào sang tên bất động sản của tiểu khu hoa hảo có thể để cho trương tử phong tự mình ký tên thủ tục nhà ở ở trên tay tôi và giấy chứng nhận cổ phần của enga tôi có thể chuyển qua đầu anh hôm nay mặt khác giúp tôi một việc bảo ngưu cúc phương ly hôn với ba tôi thậm chí kiệt quy tiên sinh gửi tin nhắn trả lời nói có thể mọi thứ sẽ ổn thỏa đợi lát nữa gửi tới một email ký tên toàn bộ thẩm kiều ân là được Thẩm Kiều Ân gửi tin nhắn trả lời nói không thành vấn đề, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Vương Tổng bảo anh ta đưa mảnh đất kia cho Quy Tiên Sinh. 1,6 tỷ người có thể lấy ra đi. Ta cũng không thể để cho Vương Tổng chịu thiệt. Quy Tiên Sinh gửi tin nhắn trả lời nói đa tạ, lấy được mảnh đất kia, chủ thuê của hắn có thể cho Vương Dũng Cường 10% cổ phần. Thẩm Kiều Ân gửi tin nhắn trả lời tôi sẽ nói với Vương Tổng, hợp tác vui vẻ. Cô rời khỏi giao diện trò chuyện của hai người, nhìn địa chỉ mạng vừa rồi liền đen mất. Thẩm Kiều Ân bấm số điện thoại của Vương Dũng Cường, đối phương rất nhanh đã bắt máy. Vương Dũng Cường Kiều Kiều, cậu gọi điện thoại cho tôi, mảnh đất kia có phải có manh mối hay không? Thẩm Kiều Ân Ừ, chú Vương, đối phương ngoại trừ muốn mua mảnh đất kia còn cho chú nhập cổ phần, chú có 10% cổ phần, cháu cảm thấy đó là một vụ mua bán tốt, rất có lời, không thiệt thòi, chú Vương cũng có thể an tâm về hưu. Cũng có thể giúp em trai Tuấn Hào làm phẫu thuật tim. Vương Dũng Cường. Thật tốt quá tốt quá. Là một vụ mua bán tốt. Khi nào thì ký hợp đồng? Hợp tác với ai? Lần này đa tạ ngươi, John. Thẩm Kiều Ân cười nói. Chú Vương, người chú nghe qua tên của anh ấy là Quy Tiên Sinh, anh ấy sẽ gọi điện thoại cho chú, chủ thuê của anh ấy sẽ gặp mặt ký hợp đồng với chú chú vương chú cứ chờ điện thoại đi đúng rồi trang tổng của công ty ân gia anh không cần gặp mặt tôi đã chuyển nhượng phần cổ phần của mình cho quy tiên sinh nói không chừng ân gia rất nhanh sẽ đổi chủ vương thúc ngươi coi như không biết đi vương dũng cường ai lúc trước thúc thúc khuyên ngươi để cho ngươi tự mình làm việc trang gia thụ không phải lương nhân tốt của ngươi hiện tại hắn cùng kế mùi trương tử ngọc của ngươi kết hôn ngươi a à quá xử trí theo cảm tính tâm của ngươi vẫn là quá mềm yếu không đủ ác. Thẩm Kiều Ân Ha ha ha, chú Vương, chú không xem tin tức giải trí sáng nay chứ. Chú có thể gọi gì cùng xem. Bảo đảm hai người thích xem. Vương Dũng Cường Được được được, được được được, Kiều Kiều làm việc chú yên tâm. Cháu xong việc rồi, chú và dì mời cháu ăn bữa tiệc lớn. Em trai cháu cũng nhớ cháu. Thẩm Kiều Ân Ừ ừ, nợ trước. Chú lấy được cổ phần của chủ thuê Quy Tiên Sinh nhớ nói cho cháu biết một tiếng để cháu yên tâm. Chú, ở đây cháu còn có chút việc phải xử lý, cháu cúp máy trước. Bi bi. Vương Dũng Cường. Ừ, bi bi. Chú ý thân thể a. Ừ, được, con và dì cũng vậy. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kiều Ân thở vào nhẹ nhõm, lưng dựa vào sofa phía sau, nhắm mắt lại, lấy tay nhéo huyệt thái dương của mình. Kiều Kiều Em mệt mỏi thì chập mắt một lát đi. Dì cả, ở đây với em. Không đi đâu cả. Không đi đâu cả. Dì cả con rất nhớ mẹ, mẹ con ở bên kia sẽ nhớ con sao? Dì cả, con có thể ông dì khóc một lát không? Con mệt mỏi quá. Con ngoan, sau này dì cả sẽ là mẹ của con. Con chính là đứa con duy nhất của dì cả. Nào, dì cả ông con một cái, con nghỉ ngơi tốt mới có thể đánh tốt trận tiếp theo. Thẩm Kiều Ân lập tức ông lấy Nam Sơn uyển khóc lớn không ngừng. Trên cây ngoài cửa sổ có mấy con chim đang hót líu lo. Trong phòng khách của 16 tòa nhà trong tiểu khu bán Sơn Hoa Viên, Trương Tử Ngọc đầu cuốn khăn trùm đầu trên tay lướt điện thoại di động. Hôm nay cô ở trên mỗi phần mềm đều có thể nhìn thấy 200 tin tức đứng đầu bản tìm kiếm đều là những tiêu đề này. Tất cả đều là về em trai cô Trương Tử Phong, mẹ cô Ngưu Cúc Phương còn có chị kế thẩm kiều ân. Theo nguồn tin đáng tin cậy xác thực tên thật tiết lộ trương tử phong bạo lực gia đình vợ vạn lộ lộ nháo lên tòa án hai bên xin ly hôn hôm nay tổng giám đốc giải trí tử phong trương tử phong bạo hành vợ trương tử phong hợp tác mẹ ngư cúc phương gia bạo con dâu trương tử phong không thể nhân đạo vợ dùng tiền mua tin bị bạo hành gia đình buồn cười chính là tiền là của chị kế trương tử phong mua tin xảo nữ lão bà sinh con không thừa nhận hài tử là của hắn nào đó giải trí đại lão trương mổ báo cảnh sát nói lão bà không giữ nữ đạo chỉ kế thẩm kiều ân vì bạn thân nạn nhân vạn lộ lộ tức giận mắng hành hung em trai trương tử phong thẩm kiều ân thay người đàn ông bạo hành gia đình trương mổ mổ mua nhà mở công ty trả nợ nặng lãi ân gia thẩm kiều ân tay xé hút máu mẹ kế em trai tử phong giải trí trương tổng quy di không thành công dưới trướng công ty chúng ta nghệ sĩ người bị hại tay cầm chứng cớ bản thân đã báo cảnh sát thẩm kiều ân báo cảnh sát nói mẹ kế Ngưu Cúc Phương lừa hôn tự ý bán trộm di vật của mẹ mình ước tính trị giá 200 triệu theo cảnh sát điều tra công dân thành phố Ngưu Cúc Phương bị tình nghi cố ý giết người đã bị bắt. Vụ án đang được điều tra Ngưu Cúc Phương muốn cùng con gái riêng thẩm kiều ân kiện tụng. Nàng nói mình là oan uổng, nàng muốn cầm lấy pháp luật vũ khí trả chính mình một cái trong sạch ông chủ giải trí Trương Tử Phong đã bị cảnh sát bắt đi. Trương Tử Ngọc càng xem càng run sợ, cô còn lướt video em trai Trương Tử Phong bị thẩm kiều ân hành hung, sắc mặt lúc đen lúc trắng, nghiến răng phẫn hận mắng. Cứ như vậy, đệ tử ta phong liền xong đời, mẹ ta cũng đi theo xong đời, ta cũng sẽ bị liên lụy, những chuyện gia đình chúng ta làm chỉ sợ giấy không gói được lửa. Mẹ nó, nhất định là thẩm kiều ân nữ nhân thối này dở trò quỷ. Trương tử Ngọc ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho ngươi, thẩm kiều ân, ngươi chờ cho lão nương, ta muốn ngươi phải trả một cái giá thê thảm, hừ cô lập tức bấm một dãy số không rõ, trực tiếp uy hiếp anh có biết tôi mẹ tôi và em trai tôi bị treo trên hot sức không tôi hy vọng anh đừng nói bừa nếu không tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh sống tốt anh đi giúp mẹ tôi làm một cái giấy chứng nhận giả tôi sẽ cho anh một trăm vạn để cho anh và bạn trai anh nửa đời sau không lo không có chi phí y tế em đồng ý em đồng ý em nghe lời chị anh đừng ngừng tiền thuốc men của bạn trai em em nghe lời anh anh bảo em đi tù em cũng đồng ý Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta làm việc là được. Ân ân ân, ta rất ngoan, ta nghe lời của ngươi, ta làm theo, ta làm theo, cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ. Em gái, đừng nói với bất cứ ai là anh đã liên lạc với em. Hai chúng ta còn phải giữ liên lạc. Cứ nói thân phận của anh theo cách trước kia, em đừng đi tìm Ngưu Cúc Phương tính sổ. Cô ấy giữ lại đối với chúng ta còn hữu dụng. Dù sao cô ấy cũng là mẹ kế của em.